Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 118. Trong lúc Lâm Nhất tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh, nó lặng lẽ độ kiếp thiên phách tầng thứ nhất, bây giờ chỉ riêng tu vi đã mạnh hơn Lâm Nhất một chút. Thiên phú huyết mạch thế này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. 10 ngày, còn 10 ngày nữa là có thể thử độ kiếp, 10 ngày này khá quan trọng đối với mình. Chỉ cần tu vi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1, đối diện với yêu nghiệt trên bảng Thương Long, ta cũng có thể tự bảo vệ một cách thong thả. Lâm Nhất rời mắt về, trong mắt lóe lên tia sáng. Chỉ cần thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1, đến lúc đó thực lực của hắn không chỉ đơn giản là tăng vọt về tu vi, nội tình đáng sợ tích lũy đan tinh thần cũng sẽ triển hiện toàn bộ ưu thế của hai đại kiếm quyết. Cách đột phá như vậy sẽ biến đổi về chất long trời lở đất. Thay đổi còn lớn hơn so với từ bán bộ thiên phách thăng cấp lên thiên phách. Chỉ trong vòng 10 ngày, ba giới vực cấp cao rất có khả năng sẽ truy sát tới đây, vẫn nên có thêm chút át chủ bài mới được. Tâm niệm Lâm Nhất khẽ động, vỗ nhẹ vào túi chữ vật, lấy ngọc giản Nhật Diệu Thần Quyền ra. Võ học tạo hóa cao cấp vốn không nên tu luyện lỗ mãng, nhưng bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy, phải khiến mình trở nên mạnh hơn. Nhật Diệu Thần Quyền tổng cộng có 9 quyền, mỗi một quyền đều là sát chiêu, chỉ cần luyện được một chiêu là có thể lấy đó làm vũ khí bí mật. Nó rất giống với bá kiếm mà hắn luyện trước kia, chỉ là phẩm cấp cao hơn, uy lực đáng sợ hơn. Nếu có thể luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể tỏa ra ánh sáng sánh ngang với mặt trời, chỉ riêng thanh thế và uy thế đã có thể chấn chết đối thủ, cực kỳ khoa trương. Cho dù trong các võ học tạo hóa cấp cao cũng là tồn tại khá hiếm có. Lâm Nhất dán ngọc giản lên giữa trán, lập tức có vô số thông tin hiện lên trong đầu. Thông tin rồi rào thoáng như mặt trời bùng lên trong đầu Lâm Nhất. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một dấu ấn màu vàng vô cùng to lớn. Một người bí ẩn toàn thân bao trùm bởi thánh huy thần bí, không thể nhìn rõ mặt, năm ngón tay phải siết chặt, tay trái ngưng kết ra một dấu ấn thái dương vô cùng phức tạp. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Ngay sau đó lại có tin tức xuất hiện, ấn này tên là Thần Dương Toái Thiên Ấn, nghĩa cũng như tên, đó là ánh sáng thần dương chấn vỡ đất trời. Ấn này truyền thừa lâu dài, là dấu ấn khoáng đạt do người sáng tạo ra quyền này quan sát Hạo Nhật thời thượng cổ lĩnh ngộ được. Ông ta tham ngộ được ý cảnh thần dương bất hủ trong Hạo Nhật, dùng vầng sáng thần dương chấn nát toàn bộ sao trời giữa đất trời mà mắt có thể nhìn tới được. Khoa trương đến mức khiến người ta run rẩy, đó là uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng, bây giờ Thần Dương Toái Thiên Ấn lưu truyền xuống đã không còn tính là hoàn chỉnh. Nhưng dù là vậy, nó cũng đủ xưng vương xưng bá trong các võ học cao cấp hiện nay, có uy thế cực kỳ kinh hãi. Tinh túy của ấn này chính là ý cảnh thần dương bất hủ tham ngộ ra được từ trong Hạo Nhật, nếu không thể hiểu rõ thì không thể tu luyện Thần Dương Toái Thiên Ấn, Nhật Diệu Thần Quyền càng không thể bắt đầu luyện. Lâm Nhất đánh giá người đó một cách kỹ lưỡng, thoáng chốc hiểu được các thông tin để lại. Ánh sáng Đại Nhật từ xưa đến nay có thể nói là vĩnh hằng bất diệt. Hễ là võ học liên quan đến mặt trời đều có thể nói là có uy lực lớn vô cùng. Nhưng tu luyện cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút là sẽ dẫn lửa thiêu thân, bị ánh sáng Đại Nhật thiêu đốt không còn sót lại gì. Ánh sáng thần dương còn đáng sợ hơn ánh sáng Đại Nhật. Một khi có thể đâm rách bề mặt bên ngoài, một quyền đánh ra, quyền mang chói mắt sẽ tỏa ra ánh sáng thần dương đáng sợ, kinh thiên động địa. Dị nhân bao trùm bởi thánh huy trong đầu bỗng nhiên mở mắt ra, có hai chùm sáng thần phóng ra. Tay trái của ông ta bỗng chốc ngưng kết thành dấu ấn cổ xưa, kèm theo sự thay đổi của dấu ấn, ánh sáng trên người ông ta ầm ầm tăng vọt. Đợi đến khi dấu ấn của ông ta thành hình, ánh sáng màu vàng ngưng tụ trên người ông ta bao la như đại dương, giống như một vùng biển màu vàng hằng cổ không thay đổi. Nắm đấm tay phải siết chặt, lại là một vầng Hạo Nhật bất hủ bất diệt. Nhấn chìm ánh sáng đó vào trong biển bao la. Thình thịch. Tim Lâm Nhất đập điên cuồng. Trong sự chiếu rọi của quyền mang này, hồn phách hắn nhanh chóng tan ra giống như núi băng. Xoạt. Lâm Nhất mở mắt ra, lấy ngọc giản xuống, ánh mắt lấp lóe, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nguy hiểm thật. Chẳng trách người ta thường nói võ học tạo hóa cao cấp không thể tùy ý tu luyện, bất cần một chút thì sẽ rước tới đại họa. Ánh sáng ấy gần như là bất diệt,
hoàn toàn không thể tham ngộ, kiên trì thêm chút nữa, xác thịt hắn cũng sẽ bị thiêu thành cho bụi. Chưa đạt tới cảnh giới thiên phách tầng 1 mà tu luyện võ học tạo hóa cao cấp vẫn quá miễn cưỡng, may là mình không ngang nhiên đi tu luyện thập huyền biến cấp đế giả, nếu không, e là ngay cả cơ hội đẩy ra cũng không có đã bị tiêu hao chết. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào tu luyện? Lâm Nhất nắm ngọc giản trong tay, chậm rãi bước đi, như có điều suy nghĩ. Phải đợi 10 ngày sau mới có thể tu luyện, hắn còn có chút không cam tâm. Thập huyền biến yêu cầu cảnh giới thiên phách tầng 2 mới có thể tu luyện, nhật diệu thần quyền này đáng ra có thể tu luyện mới đúng. Đột nhiên, trong đầu Lâm Nhất lóe lên ý tưởng, trước mắt sáng bừng. Kiếm ý. Tu vi của mình đúng là không cao, nhưng mình chưa từng lấy tu vi làm trọng, mình có kiếm ý thông linh bất hủ hộ thể, có lẽ đủ để ngăn chặn ánh sáng đó. Chỉ cần có thể kiên trì đợi dị nhân này đánh ấn đó ra, với thiên phú của mình có lẽ là đủ để tham ngộ được rồi. Không hề do dự, Lâm Nhất nhắm mắt lại lần nữa, dán ngọc giản lên giữa trán. Kiếm uy thương long, kiếm ý bất hủ thoáng chốc lao vọt lên trời từ trên người Lâm Nhất, chớp mắt chỉ kiếm ý đã đạt tới viên mãn đỉnh phong của cảnh giới thông linh. Chẳng mấy chốc, dị nhân được che phủ bởi thánh huy trong đầu bắt đầu chậm rãi kết ấn. Theo dấu ấn được ngưng kết, ánh sáng trên người càng rực rỡ, chớp mắt đã điên cuồng tăng vọt. Ánh sáng màu vàng khoáng đạt ấy giống như biển mênh mông, quyền mang ở tay phải thì giống như thái dương đang không ngừng cô đọng. Đó là một luồng ánh sáng đáng sợ đến kinh người, bao la như biển, vô cùng vô tận. Đến rồi. Dị nhân đó nắm chặt năm ngón tay, bắt đầu thúc giục, uy lực của thần dương toái thiên ấn chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lan tỏa theo một quyền đánh ra. Giác. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trong lòng Lâm Nhất vừa có cảm giác, tay phải nắm chặt thành quyền của người đó đã đánh ra nhanh như chớp. Đại dương mênh mông thoáng chốc tan rã, nổi lên sóng dữ kinh thiên động địa, kiếm ý thông linh bất hủ cũng vỡ tan theo. Phụt. Lâm Nhất mở hai mắt ra, miệng phun ra máu, nhưng trong mắt dâng lên vẻ vui mừng. Nhanh quá, có thể coi là đã bị mình nhìn thấy. Thần dương toái thiên ấn hóa ra là vậy. Dùng ánh sáng thần dương bất hủ chấn vỡ đất trời, thái dương là bề ngoài, thần dương là nhân bên trong, muốn tham ngộ được thần dương bất hủ thì phải phá tan ánh sáng thái dương trước mới có thể hiểu được. Lâm Nhất đã hiểu ra, lập tức cất ngọc giản đi, ngồi khoanh chân nơi núi hoang này. Soạt. Ánh sáng thái dương giữa trời chiếu lên người Lâm Nhất, Lâm Nhất sử dụng tâm pháp nhật diệu thần quyền không ngừng ngưng luyện chân nguyên của bản thân. Ngưng luyện ánh sáng đại nhật này. Thời gian trôi đi, ánh sáng màu vàng ngút trời đó không ngừng dung hợp với chân nguyên bản thân hắn. Dần dần, Lâm Nhất cảm ứng được chân nguyên của mình chuyển động như đại dương. Hắn không mở mắt ra, tay trái dựa theo ký ức ngưng kết ra thủ ấn. Theo sự thay đổi của thủ ấn, ánh sáng màu vàng trên người giống như dòng chảy rất mạnh, không ngừng hội tụ ánh sáng đại nhật trong âm thầm lặng lẽ. Khi chân nguyên tiêu hao hơn một nửa, ánh sáng tỏa ra trên người hắn cuối cùng cũng đạt tới một phần nghìn vạn quy mô khi dị nhân đó biến hóa thủ ấn. Quy mô dị tượng không nằm ở lớn nhỏ, mà nằm ở tinh túy. Lâm Nhất nắm trong tay tinh túy đó, thần dương toái thiên ấn đã thành công được hơn nửa. Ngón tay trắng nõn của Lâm Nhất biến hóa ra các loại thủ ấn, trong ánh sáng mênh mông bùng lên trên người hắn, thậm chí có các loại dị tượng sinh ra. Một số dị tượng trước kia chỉ nhìn thấy ở Nhật Diệu Chi Linh, chẳng hạn như chim lửa thành đàn, kim ô xoay vòng, kim xí thần nhân, đều có một vài ảo ảnh mông lung xuất hiện. Vỡ. Khi những dị tượng đó đạt đến đỉnh cao, Lâm Nhất mở mắt ra, khiến những dị tượng đó tan vỡ. Hắn bay vọt lên không trung, nắm chặt năm ngón tay, đánh ra một quyền. Ánh sáng vàng vô hạn nhuộm rừng cây trong vòng mấy chục dặm xung quanh thành màu vàng. Sau đó bốc cháy ngùn ngụt. Giữa bầu trời, đại nhật thành đôi, tranh nhau tỏa sáng. Đại nhật thành đôi, tranh nhau tỏa sáng. Cả vùng đất trời này đều không ngừng rung chuyển dưới sự chiếu rọi của quyền mang, đỉnh núi cao vạn trượng dưới chân không ngừng lay chuyển. Loạt xoạt. Núi nổ tung, có đá vụn không ngừng lăn xuống. Sóng lửa lan ra, trong vòng mấy chục dặm không còn ngọn cỏ, mặt đất trống trơn. Giống như mọi sự sống đều bị thiêu đốt. Một lúc lâu sau,
Vầng đại nhật rực rỡ do quyền mang đánh ra giữa không trung mới dần dần tan biến. Đây chính là uy lực của thần dương toái thiên ấn sao? Lâm Nhất nhìn cảnh trước mắt, trong mắt dâng lên vẻ mừng rỡ, vẻ mặt kích động không thôi. Uy lực thế này quá đáng sợ, không hề thua kém Trảm Thiên Tam Kiếm, mỗi cái đều có phong mang riêng. Trừ kiếm thứ ba của Trảm Thiên Tam Kiếm có thể thắng uy lực của quyền này ra, hai kiếm khác đều không thể nói trước, trừ khi kiếm ý của Lâm Nhất vẫn có thể tiến thêm một bước, đạt tới kiếm ý thông thiên. Quan trọng là, ấn này vừa mới hình thành mà thôi, cách tiểu thành còn khá xa. Chỉ mới miễn cưỡng phóng nó ra đã có thể có uy lực đáng sợ, kinh thiên động địa như vậy, thực sự không dám tưởng tượng đợi sau khi đạt tới đại thành, kết hợp với những quyền chiêu khác trong Nhật Diệu Thần Quyền thì sẽ có quyền mang đáng sợ đến thế nào. Không hổ danh là quyền pháp cực kỳ hiếm có trong võ học tạo hóa cao cấp. Chỗ cần hoàn thiện của ấn này vẫn còn quá nhiều. Lâm Nhất sờ cằm, như đang suy nghĩ điều gì. Vụt. Hắn xòe bàn tay ra. Chân nguyên hội tụ đến lòng bàn tay như thủy triều, một dấu ấn màu vàng cổ xưa dần dần xuất hiện. Rõ ràng dấu ấn này không đủ hoàn chỉnh, vẫn có nhiều chỗ thiếu sót. Trừ điều đó ra, xung quanh dấu ấn có 9 ảo ảnh lơ lửng. Mỗi một ảo ảnh đều giống như một dấu ấn nho nhỏ. Dấu ấn nho nhỏ lượn quanh ấn chính, liên kết với nhau, có thể biến đổi với nhau, không ngừng tách ra rồi hợp lại. Mỗi loại tổ hợp sẽ diễn hóa ra các dị tượng khác nhau. Thần dương toái thiên ấn đã là thức mở đầu của quyền pháp này, cũng là nhân bên trong Nhật Diệu Thần Quyền. Phẩm cấp của thần dương toái thiên ấn từ góc độ nào đó mà nói thì liên quan đến độ mạnh yếu của quyền này. 9 dấu ấn nho nhỏ vây xung quanh thực ra là 9 sát chiêu của Nhật Diệu Thần Quyền, mỗi khi luyện thành một chiêu thì có thể thắp sáng một dấu ấn nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi thắp sáng được 3 dấu ấn thì có thể dung hợp với thần dương toái thiên ấn, kích hoạt bí thuật ẩn dấu trong Nhật Diệu Thần Quyền, thần dương diệt thế. Để thần dương toái thiên ấn bùng nổ ánh sáng sánh ngang diệt thế, vừa là bí thuật vừa là một loại cấm kỵ, không được tùy tiện sử dụng. Nhưng theo ghi chép của Nhật Diệu Thần Quyền, tu luyện thần dương toái thiên ấn khá phức tạp. Muốn tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn thì phải luyện hóa một viên yêu đan cực phẩm thuộc tính hỏa. Hơn nữa còn phải là lửa thuộc tính dương, tốt nhất có chứa huyết mạch biến dị của Kim Ô Thượng Cổ. Cảnh giới còn phải là yêu thú vương giả cảnh giới thiên phách tầng 2, ngưỡng cửa cao đến mức khiến người ta chậc lưỡi. Yêu thú ở con đường thông thiên vốn đã cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng yêu thú cấp bậc tinh anh đã có thể nghiền ép võ giả cảnh giới cùng đẳng cấp. Yêu thú cấp bá chủ có thể tranh đấu với nhân tài của giới vực cấp cao, còn yêu thú cấp vương giả. E rằng yêu nghiệt trên bảng thương long ra tay cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng giải quyết. Quan trọng là, muốn tìm được yêu thú cấp vương giả đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Ít nhất ở Nhật Diệu chi địa này, Lâm Nhất chưa nghe thấy có yêu thú cấp vương giả nào phát hiện, yêu thú cấp bá chủ thì có nghe qua. Xem ra phải mau chóng đến thương long cấm khu thôi. Lâm Nhất lấy bản đồ mà Trần Huyền cho mình ra, lại xem qua một lần. Thương Long Cấm Khu là vùng trung tâm của cả khu vực Thương Long Cấm Giới được lan truyền xôn xao cũng nằm ở sâu trong cấm khu này. Trong cấm khu vô cùng hung hiểm. Thất đại tinh diệu chi địa so với nó hoàn toàn không thể dùng lời để tả, kỳ ngộ chứa trong đó cũng nhiều hơn. Có thể đạt tới Thương Long Cấm Khu đã là một cách thể hiện thực lực, võ giả thực lực khá yếu sẽ không tới được cấm khu. Đến được Thương Long Cấm Khu thì phải cạnh tranh trực diện với giới vực cấp cao. Sơ sẩy là sẽ gặp phải kẻ hung ác trên bảng thương long. Sự hung hiểm trong đó không thể tả bằng lời. Nhưng đối với Lâm Nhất mà nói, cuộc tranh tài vạn giới này vốn là như vậy, định sẵn ải sau càng khó hơn ải trước. Người có thể đi tới cuối cùng sẽ không có bất cứ may mắn nào, tất nhiên là kẻ mạnh sau từng tầng sàng lọc, đãi cát tìm vàng. Hãy để ta xem, kẻ hung ác trên bảng thương long này rốt cuộc mạnh đến đâu. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên ý cười, bay vọt lên từ trên đỉnh núi. Gào. Đợi đến khi hắn đáp xuống đất, một con yêu thú chắn ngang trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Vừa rồi thần dương toái thiên ấn đã biến khu vực mấy chục dặm xung quanh thành cho tàn, những con yêu thú dám ở lại chắc chắn có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Lâm Nhất nheo mắt nhìn kỹ hơn,
Đây là một con sói ma hắc huyết cảnh giới thiên phách tầng 2 với thân hình khổng lồ tỏa xương đen, đôi mắt máu đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Nhất từ trên cao xuống. Có lẽ khu vực mà hắn vô tình phá hủy vừa rồi là lãnh địa của nó, nếu không thì nó cũng sẽ không theo dõi Lâm Nhất. Cảnh giới thiên phách tầng 2. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn chưa từng đánh nhau với yêu thú cảnh giới này, nếu không sử dụng thần dương toái thiên ấn thì sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Thương Long cấm khu không dễ đi, chưa đi được bao lâu đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Rầm rầm. Sói ma hắc huyết không cho Lâm Nhất nhiều thời gian suy nghĩ, nó hú lên rồi bay về phía Lâm Nhất. Vèo. Với tốc độ nhanh như chớp, chỉ chớp mắt cơ thể khổng lồ của nó đã tạo thành một mảng bóng bao trùm lấy Lâm Nhất. Nhưng khi Lâm Nhất chuẩn bị ra tay, một con long mãng đỏ như máu đột nhiên lao tới từ phía sau lưng hắn, quất vào người đối phương. Răng rắc. Có tiếng xương gãy vang lên, sói ma hắc huyết bị quất lùi về sau, ngã xuống đất quằn quại. Là ngựa huyết long. Nó cầm roi huyết mãng mà Trần An từng sử dụng, bừng bừng khí thế xông tới. Chát, chát, chát. Thanh đạo binh hạ phẩm này ở trong tay ngựa huyết long có uy lực lớn hơn khi ở trong tay Trần An rất nhiều, nó điều khiển một cách rất nhẹ nhàng, vô số bóng roi thoáng hiện trên không trung trông như những vệt long ảnh chằng chịt, khiến con sói ma hắc huyết kia ngã xuống đất, không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Chỉ một lát sau, máu đen đã đọng thành vũng. Đến khi sói ma hắc huyết rên lên một tiếng, cố gắng quay đầu chạy trốn, Tiểu Hồng mới cất roi huyết mãng. Nó há miệng phun lưỡi dao ảo trong túi chữ vật ra rồi cầm trong tay, bóng dáng nó lập tức trở nên mơ hồ. Phụt! Đợi đến khi xuất hiện lại, nó như hiện ra từ hư không, con dao găm trong tay nó đã cắt trúng cổ họng đối phương. Lâm Nhất nhìn mà tặc lưỡi, nếu bây giờ không rút kiếm, có lẽ ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của ngựa huyết long. Thực lực của hắn hiện giờ đang ở một giai đoạn khá xấu hổ. Nếu có thể thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 1, hắn có thể dễ dàng giết chết con sói ma hắc huyết này. Nhưng nếu không thăng cấp, trong tình huống không sử dụng đến kiếm táng hoa, hắn cần ít nhất mấy chục chiêu mới có thể giết đối phương. 10 ngày. Còn 10 ngày nữa là có thể thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 1, trong vòng 10 ngày nhất định không thể xảy ra sự cố. Chấm chấm chấm. Khi Lâm Nhất đang lên đường tới Thương Long cấm khu, cuộc tranh đoạt tinh diệu chi linh ở những tinh diệu chi địa khác đã kết thúc hoặc đang đến hồi kết thúc. Nguyệt diệu chi địa, di tích sinh ra nguyệt diệu chi linh. Trong cung điện rộng lớn cổ xưa, nguyệt diệu chi linh yên tĩnh nằm trên tế đàn ở chính giữa cung điện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuyên qua tế đàn bao trùm cả cung điện, khiến ba người còn lại trong cung điện đều rùng mình. Ba người lần lượt là Lâm Chân của giới vực Tử Dương, Tần Động của giới vực Vạn Mang và Bạch Vô Thanh của giới vực Hắc Sa. Có thể đến được địa điểm cuối cùng trong cuộc tranh đoạt Nguyệt Diệu Chi Linh, thực lực của ba người này không cần phải bàn cãi. Cả ba người đều là yêu nghiệt giới vực cấp cao xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long, đặc biệt là Bạch Vô Thanh, hắn ta là người đứng đầu được công nhận của bảng Thương Long. Lâm Chân và Tần Động đều có vẻ hơi căng thẳng. Dù hai người liên minh với nhau cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng được Bạch Vô Thanh. Hắn ta đánh đầu thắng đó, gần như vô địch. Thủ đoạn ấy khiến người ta phải run sợ, hình như Hắc Sa Ma Quyết của hắn ta đã tu luyện đến cảnh giới tầng 11 kinh khủng. Bạch Vô Thanh nhìn Lâm Chân và Tần Động đang từ từ xích lại gần nhau, cười khẩy, các người định liên minh đấy à? Tần Động cười nhạt, dù sao cũng là Bạch Vô Thanh. Dù chuyện liên minh bị truyền ra ngoài thì có lẽ cũng sẽ không ai nói chúng ta lấy nhiều đánh ít. Lâm Chân trầm giọng, Bạch Vô Thanh, hai người chúng ta đấu một một chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng với thực lực của ngươi mà muốn lấy một địch hai thì hầu như không có cơ hội thắng. Thì sao? Bạch Vô Thanh khịt mũi, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí, chẳng lẽ Nguyệt Diệu Chi Linh có thể chia thành hai à? Hôm nay ta xin nói luôn tại đây. Hai người các ngươi chỉ cần ai chạm vào Nguyệt Diệu Chi Linh trước, Bạch Vô Thanh ta sẽ nhằm vào kẻ đó đến khi chết mới thôi, để ta xem ai dám chạm vào. Sát ý đáng sợ cùng với lời cảnh cáo thâm độc làm cho cung điện vốn đã lạnh lẽo trở nên càng thêm buốt giá. Tiểu tử này. Sắc mặt Lâm Chân và Tần Động hơi khó coi, tiểu tử này muốn trở mặt,
không thèm để ý tới quan hệ hữu nghị giữa các giới vực cấp cao với nhau đây mà. Nhưng cả hai người đều hiểu, đã đến nước này thì cần gì phải quan tâm tới quan hệ hữu nghị giữa các giới vực cấp cao, thế chẳng khác gì thằng đần cả. Hai người không sợ đối phương, nhưng nếu phải một mình đối mặt với Bạch Vô Thanh thì họ không có lá gan này. Ăn nói hùng hồn thật đấy, không ai được phép chạm vào Nguyệt Diệu Chi Linh thật à. Nhưng vào lúc bầu không khí đang căng thẳng thì chợt có một tiếng cười nhạo vang lên, tiếng cười này tràn đầy mỉa mai. Ai đó? Ba người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng giọng nói này lại thất thường, hoàn toàn không thể xác định phương hướng của người đến. Vèo. Khi ba người đang quan sát bốn phía, một cái bóng đen lướt qua thật nhanh, đến khi họ nhìn thấy rõ người nọ. Người nọ đã ngồi trên tế đàn, lấy Nguyệt Diệu Chi Linh xuống ngắm nghía, không hề để ba người vào mắt. Các hạ là ai? Ba người nghi hoặc, ánh mắt chợt lóe, không thể đoán được lai lịch của người này. Huyền Hoàng Giới, Tử Nguyệt Động Thiên, Vũ Hạo Thiên. Người tới mỉm cười, nói thẳng ra lai lịch của mình không chút e dè. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là một con kiến hôi đến từ giới vực cấp thấp, không biết sống chết. Bạch Vô Thanh đã âm thầm tích tụ chân nguyên từ trước, sau khi nghe người này giới thiệu xong, hắn ta lập tức lao tới với vẻ giễu cợt trong mắt. Rầm rầm. Hắn ta vừa di chuyển, cung điện cũng rung lắc theo, chân nguyên mênh mông tản ra bốn phía như thể cung điện cổ xưa này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phụt. Nhưng Bạch Vô Thanh tới nhanh, đi càng nhanh hơn. Lâm Chân và Tần Động còn chưa nhìn thấy rõ Vũ Hạo Thiên ra tay như thế nào. Bạch Vô Thanh đã hộc ra một búng máu, trên ngực xuất hiện lỗ thủng hình nắm đấm, người bay ngược ra sau như mũi tên, đâm xuyên qua cả vách tường của cung điện, sau khi ngã xuống đất không rõ sống chết. Một mặt trăng tím từ từ bay lên sau lưng Vũ Hạo Thiên. Ở trong cung điện này, mặt trăng tím kia có vẻ vô cùng lạnh lẽo, ý lạnh khủng khiếp như thể thấm sâu vào tận xương tủy của mỗi người. Ra tay! Ý lạnh này quá đáng sợ. Lâm Chân và Tần Động đều bất ngờ, đứng yên một lúc rồi quyết định ra tay. Hai người đều có cảm giác nếu không ra tay nữa, có lẽ người họ sẽ đông cứng không thể nhúc nhích, chạy cũng không chạy được, ngoài cách liều mạng thì không còn cơ hội nào khác. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Vũ Hạo Thiên cười nhếch mép, khi năm ngón tay hắn ta siết chặt lại, mặt trăng ma lơ lửng trên không trung kia bắt đầu vặn vẹo. Rắc, rắc, rắc. Lâm Chân và Tần Động đang lao tới còn chưa kịp phản ứng, cơ thể họ đã bắt đầu đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Võ học tạo hóa cao đẳng. Nhìn thấy khí tức trên người Vũ Hạo Thiên, Lâm Chân và Tần Động đều vô cùng kinh hãi. Đi chết đi. Vũ Hạo Thiên cười dữ tợn, mặt trăng ma trên không trung nổ tung, quyền mang bắn ra tỏa ánh sáng tím chói mắt. Răng rắc. Hai cơ thể đóng băng vỡ ra thành nhiều mảnh ngay giữa không trung, chết không toàn thây. Kết hợp với vô tướng ma quyết của mình, chỉ với uy lực của một ấn đã mạnh đến thế, Nguyệt Diệu thần quyền thật đáng sợ. Vũ Hạo Thiên nhìn dấu ấn đang dần biến mất trong lòng bàn tay mình bằng ánh mắt đầy phấn khích, hắn ta cảm ứng được Bạch Vô Thanh, người vừa bị hắn ta đánh bay đang cố gắng chạy trốn. Nhưng hắn ta mặc kệ, bây giờ hắn ta sẽ không quan tâm đến loại vô dụng này. Ha ha, mình xuất thân từ Tử Nguyệt Động Thiên nên có duyên với trăng, cho mình Nguyệt Diệu thần quyền này quả thật như hổ mọc thêm cánh. Mệnh trời ở mình, phòng ấn Nguyệt Diệu Chi Linh cũng không cản được mình. Vẻ mặt Vũ Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên hắn ta đã thu hoạch được rất nhiều thứ ở di tích Nguyệt Diệu Chi Linh. Đặc biệt là Nguyệt Diệu thần quyền, kết hợp nó với vô tướng ma quyết của hắn ta và những kinh nghiệm tích lũy ở Tử Nguyệt Động Thiên, quả thật có thể nói là hoàn hảo. Tu vi của hắn ta đã đạt cảnh giới thiên phách tầng 1 từ lâu, hiện tại có thể đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2 bất cứ lúc nào, mạnh lên đến mức ngay cả phong ấn của Nguyệt Diệu Chi Linh cũng không để vào mắt. Lâm Nhất, ngươi nhất định phải tới Thương Long cấm giới đấy, nếu không thì sẽ chán lắm, ha ha ha. Vũ Hạo Thiên cất Nguyệt Diệu Chi Linh, cười ha hả điên cuồng. 4 ngày sau, một con sông lớn xuất hiện ở cuối tầm mắt Lâm Nhất. Sương mù dày đặc trên sông tràn ngập bầu không khí thần bí và u ám. Sông Xích Quỷ, cuối cùng cũng tới. Lâm Nhất dừng lại,
tự lẩm bẩm. Sông Xích Quỷ lắng đọng ma khí hàng nghìn vạn năm, yêu thú dưới sông đã ma hóa và biến dị, thực lực vô cùng kinh khủng, ngoài ra còn có rất nhiều phiền toái khó lường trước được. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi dọc theo bờ con sông này xuống dưới sẽ đến Thương Long Cấm Khu, trên sông có một chiếc thuyền báu khổng lồ có từ thời thượng cổ, chỉ cần thu thập đủ đan tinh nguyên và kích hoạt linh trận còn tồn tại trên thuyền, thuyền báu sẽ tự động di chuyển. Hầu hết người của Thất Đại Tinh Diệu Chi Địa đều đi con thuyền này để đến Thương Long Cấm Khu. Mặc dù võ giả cảnh giới thiên phách có thể bay nhưng sẽ rất mất sức, trừ những lúc chiến đấu, nếu không thì rất ít người chọn cách bay. Rất dễ hiểu khi mọi người chọn đi thuyền đến Thương Long Cấm Khu, thứ nhất là thuận tiện, thứ hai là nhiều người sẽ an toàn hơn. Tất nhiên nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao thì khác, những người này có thực lực mạnh, kinh nghiệm đầy mình, tập hợp thành nhóm 2, 3 người vượt qua sông Xích Quỷ cũng không phải chuyện khó, có lẽ sẽ hơi mất sức, nhưng tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong vòng 4 ngày, tu vi của Lâm Nhất đã tiến bộ một cách vững chắc. Chỉ còn nửa bước nữa là sẽ đạt tới thiên phách viên mãn. Nhưng thiếu nửa bước là thiếu nửa bước, chỉ cần không đột phá thì sẽ không thể có biến đổi về chất. Trái lại thần dương toái thiên ấn đã thành công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, một quyền tung ra, đại nhật thành hai, vạn kiếp bất diệt. Uy lực ấy ngay cả Lâm Nhất cũng phải sợ hãi, tiềm năng của võ học tạo hóa cao đẳng kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vèo, vèo. Bóng người lúc ẩn lúc hiện, Lâm Nhất đi về phía bờ sông, thỉnh thoảng có người khác của tinh diệu chi địa lướt qua bên cạnh. Sau khi đến bên bờ, hắn mới kinh ngạc phát hiện sông Xích Quỷ rộng lớn hơn mình tưởng tượng, nó vô biên vô tận dường như không thể nhìn thấy khung cảnh phía bên kia bờ sau màn sương mù dày đặc. Nước sông cuồn cuộn, bọt nước bắn phát ra tiếng động có thể so sánh với tiếng sấm, chấn động điếc cả tai. Điều làm Lâm Nhất kinh ngạc hơn là ma khí lắng đọng dưới con sông này đã tới mức độ cực kỳ đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác như linh hồn bị chìm sâu vào đó, ngoại trừ ma khí còn có thể cảm nhận được một loại khí gay mũi không thể miêu tả. Đó là tà khí do thi thể và máu trộn lẫn và tạo thành sau một thời gian dài. Chớp mắt nhìn qua, trước mặt dường như xuất hiện vô số thi thể chất ngổn ngang trên sông, cả dòng sông chỉ toàn là máu. Vào thời thượng cổ, chắc chắn nơi đây đã từng diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt, ngay cả thời gian cũng không thể làm phai nhạt sự ác liệt của cuộc chiến ấy. Đáng sợ! Lâm Nhất vô cùng xúc động, hắn rất tò mò rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều võ giả đến từ các khu tinh diệu chi địa khác nhau tập trung bên bờ sông, trông ai cũng nghiêm túc không thua gì Lâm Nhất. Sau khi định thần lại, mọi người bắt đầu đi dọc ven bờ sông tìm con thuyền báu. Hầu hết các chiếc thuyền báu đều đã cũ và hư hỏng nặng, những chiếc tốt hơn thì đã đầy ắp người. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Nhất lên ngẫu nhiên một chiếc thuyền báu trong số đó. Trên thuyền có hơn 1.000 người, tất cả những người lên thuyền đều rất ăn ý đi vào khoang lái của thuyền bỏ vài hoặc mười mấy viên đan tinh nguyên. Sau khi đủ số lượng đan tinh nguyên, linh trận trên thuyền báu sẽ tự động kích hoạt, thuyền sẽ bắt đầu đi. Nửa ngày thấm thoát trôi qua. Tốc độ của thuyền báu cực nhanh, chốc lát đã đi mấy trăm nghìn dặm trên sông, dù nước sông có cuồn cuộn thế nào thì thuyền vẫn vững như mặt đất. Sau khi ổn định, bầu không khí giữa các võ giả tinh diệu chi địa trên thuyền dần trở nên náo nhiệt. Họ trò chuyện với nhau thông tin về tinh diệu chi địa, nhắc tới thông tin thì đương nhiên không thể thiếu tinh diệu chi linh, Thương Long Cấm Giới. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là yêu nghiệt giới vực cấp cao tỏa sáng trên bảng Thương Long. Đến nay đã coi như đi được 1/3 con đường thông thiên, những yêu nghiệt có thực lực đủ nghịch thiên đều đã thể hiện bản lĩnh của mình. Đa số mọi người đều đã từng nghe nhắc đến những cao thủ trên bảng Thương Long đó. Triệu Phong huynh, theo ta biết thì giới vực cấp cao ở Kim Diệu Chi Địa các huynh có số lượng nhiều nhất, nghe nói có 1/3 cao thủ bảng Thương Long tham gia cuộc tranh đoạt Kim Diệu Chi Linh. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh, hay là huynh nói cho chúng ta biết rốt cuộc những yêu nghiệt bảng Thương Long này có thực lực đáng sợ cỡ nào đi? Có người lên tiếng hỏi thanh niên áo xám trong đám đông. Thanh niên tên là Triệu Phong kia đến từ giới vực phong sát, thực lực khá bất phàm trong số mọi người, đã độ kiếp thiên phách 2 lần. Có lẽ tu vi này không có gì đặc biệt ở giới vực cấp cao, nhưng đa số người trên thuyền đều đến từ giới vực bình thường.
nhờ đó mà tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2 của hắn ta có vẻ cực kỳ nổi bật. Chỉ một lát sau, hầu hết võ giả trên thuyền báu đều biết tên của người này. Trò chuyện trong lúc rảnh rỗi cũng được thôi. Triệu Phong mỉm cười, dù sao cũng không có việc gì, hắn ta cũng thích được mọi người vây quanh. Có thể biết thêm về cuộc tranh tài giữa các yêu nghiệt bảng Thương Long cũng là một chuyện rất này nọ, đủ để đi khoe với người khác. Yêu nghiệt trên bảng Thương Long không cần nhiều lời, hầu hết đều đến từ giới vực cấp cao. Theo ta biết, cuộc tranh đoạt tinh diệu chi linh lần này là sân khấu tranh đấu của các nhân tài kiệt xuất cấp cao. Đến khi Thương Long cấm giới mở, ta đoán vẫn chỉ có những người này tranh đấu với nhau thôi, chúng ta được chia một miếng bánh đã thỏa mãn rồi, bảo đảm có thể không chết trên con đường thông thiên, thế là đã đủ. Khi Triệu Phong lên tiếng, những người khác đều tự động nói nhỏ lại, nhìn qua bên này với vẻ mặt đầy hứng thú. Tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ với hắn ta. Cái gọi là con đường thông thiên, cuộc tranh tài vạn giới hầu như chỉ có nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp cao tranh đấu với nhau. Dù võ giả của giới vực cấp trung và giới vực cấp thấp gặp được kỳ ngộ, thực lực tiến bộ thì vẫn thua kém một bậc khi đối mặt với nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Họ không dám làm những người này tức giận, quả thật không đắc tội nổi. Triệu Phong tạm dừng một lát rồi nói tiếp, thực lực của nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đã đủ đáng sợ, nhưng yêu nghiệt trên bảng Thương Long lại mạnh đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả. Ở cảnh giới ngang nhau, dù những yêu nghiệt bảng Thương Long này đối mặt với nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao cũng có thể lấy một địch 10, dễ dàng áp đảo. Ba từ, bảng Thương Long, có thể gọi là vô địch trong cùng cảnh giới, ngoại trừ yêu nghiệt trên bảng thì không ai có thể chiến thắng, những người ngoài bảng đều là sâu kiến. Họ đều đã lĩnh ngộ ý chí võ học đến mức độ cực kỳ cao thâm, đa số đều nắm giữ võ học tạo hóa cao đẳng. Võ học tạo hóa cao đẳng. Nhắc tới võ học tạo hóa cao đẳng, hầu như ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Triệu Phong thấy vậy bèn cười khẩy, đừng tưởng ai cũng có thể tu luyện võ học tạo hóa cao đẳng. Dù các ngươi có được võ học tạo hóa cao đẳng, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận, đừng tu luyện một cách mù quáng. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao không có đủ kinh nghiệm và ngộ tính tự ý tu luyện đều bị thương đến tu vi bản nguyên. Một vị sư huynh giới vực phong sát của ta may mắn tìm được một loại võ học tạo hóa cấp bá chủ trong di tích, cuối cùng đã chết vì nổ tan xác. Đáng sợ thế ư? Mọi người hít vào một hơi, cảm thấy hơi khó tin. Lâm Nhất cách Triệu Phong hơi xa nhưng vẫn nghe thấy rõ những gì đối phương nói, hắn thầm gật đầu. Tên Triệu Phong này cũng có chút kiến thức đấy, quả thật võ học tạo hóa cao đẳng không thể tự ý tu luyện. Với thiên phú của hắn khi tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đã suýt bị đốt thành cho tàn. Tất nhiên người ngoài càng không phải nói nhiều, điều này có liên quan rất nhiều đến lai lịch của Nhật Diệu Thần Quyền. Nếu là võ học tạo hóa cao đẳng cấp bá chủ, với thực lực của Lâm Nhất, dù có tu luyện lung tung cũng không sợ gì cả. Thảo nào yêu nghiệt bảng Thương Long ai cũng mạnh một cách đáng sợ, hóa ra ngưỡng cửa tu luyện võ học tạo hóa cao đẳng cao như thế. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đấy. Ha ha, đừng nên nghĩ nhiều quá, với vận may của chúng ta mà muốn có được võ học tạo hóa cao đẳng thì cũng là chuyện không thể xảy ra. Ngươi nói cũng đúng, vốn dĩ võ học tạo hóa cao đẳng rất ít. Những lời của Triệu Phong giấy lên gợn sóng nhỏ trên bong thuyền báu, đây là lần đầu họ nghe nói về bí mật này. Vẻ hồi ức lộ ra trong mắt Triệu Phong. Hắn ta buồn bã nói, đến giờ ta vẫn còn nhớ hình ảnh các yêu nghiệt trên bảng Thương Long đấu đá lẫn nhau khi Kim Diệu Chi Linh sinh ra. Nó rất đáng sợ, dù ta có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2 cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, dư chấn của võ học tạo hóa cao đẳng thôi đã đánh chết rất nhiều người. Thấy hắn ta có vẻ nghiêm túc, mọi người đều ngạc nhiên. Tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2 cũng đã thuộc dạng khá, nói như vậy có khoa trương quá không? Dù võ học tạo hóa cao đẳng có đáng sợ đến đâu thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Triệu Phong thấy vậy cũng không phản bác. Hắn ta chỉ cười mỉa trong lòng, một đám chưa thấy yêu nghiệt trên bảng Thương Long, chưa được nhìn thấy phong thái của võ học cao đẳng, họ sẽ không bao giờ biết nó đáng sợ cỡ nào. Triệu Huynh, cuối cùng ai đã giành được Kim Diệu Chi Linh thế? Có người tò mò hỏi. Thất đại tinh Diệu Chi Linh, ngoại trừ Nhật. Nguyệt bị phong ấn thì Kim Diệu Chi Linh có giá trị cao nhất, được tranh đoạt kịch liệt nhất.
Nó vào tay ai không quan trọng, chắc chắn là yêu nghiệt trên bảng Thương Long. Dù có ngoài ý muốn thì cũng sẽ rơi vào tay yêu nghiệt của giới vực cấp cao khác, người của giới vực cấp trung và giới vực cấp thấp sẽ không lấy được cũng chỉ có tử chết. Bất kể là Nhật Diệu Chi Linh hay Nguyệt Diệu Chi Linh đều không phải người của giới vực bình thường có thể tự tiện chạm vào. Triệu Phong không quan tâm vấn đề này lắm nên trả lời hơi qua loa. Thật ra là do hắn ta cách quá xa, không dám tới gần nên không biết. Chuyện này chưa chắc đâu, ta nghe nói Nhật Diệu Chi Linh đã bị một người của huyền hoàng giới lấy được. Ta cũng nghe nói chuyện này, hình như người nọ được gọi là công tử Táng Hoa, biệt hiệu giết người chỉ cần một kiếm. Trong bốn yêu nghiệt xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long đã có 3 người chết dưới kiếm của hắn. Nghe nói người chạy thoát duy nhất cũng bị thương rất nặng, đã hoàn toàn tàn phế. Người này cũng to gan lắm, nghe nói trong 3 người chết có yêu nghiệt của giới vực huyết cốt đấy. Chuyện này chưa tính là khoa trương nhất đâu, ta có nghe một tin đồn khác là công tử Táng Hoa giết người chỉ cần một kiếm. Những nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đó chẳng khác gì sâu kiến trong tay hắn, Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt là người đã bị chém rơi đầu bằng một nhát kiếm. Không thể nào. Chủ đề đột nhiên chuyển sang Lâm Nhất, bầu không khí trên thuyền lập tức bùng nổ, ai cũng bị khơi dậy sự tò mò. Rõ ràng so với yêu nghiệt bảng Thương Long, mọi người vẫn có hứng thú với những tay hắc mã đến từ giới vực cấp thấp hơn. Vừa nhắc tới chủ đề này, ai cũng trở nên hào hứng như thể người giết yêu nghiệt giới vực cấp cao là mình, nói liến thoáng không thể dừng chủ đề này lại. Triệu Phong lập tức lúng túng. Khi hắn ta vừa định phản bác rằng không thể có ai dám đắc tội giới vực cấp cao thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Soạt. Mọi người trên thuyền cũng nhận thấy được có gì đó khác thường, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Phía sau thuyền báu khoảng 100 dặm có 3 bóng người đang bay tới, sóng lớn và lốc xoáy ngưng tụ từ ma khí nổi lên đều bị khí thế của họ phá tan. Khí thế của 3 người sắc bén đến mức tạo thành khe rãnh dài mấy trăm mét trên mặt sông. Nước sông đổ dồn sang hai bên. Là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Chắc chắn là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao, không có ai dám vượt qua sông Xích Quỷ cả. Khi mọi người đang kinh ngạc, 3 bóng người kia từ xa lại gần rồi nhanh chóng đáp xuống mũi thuyền, lạnh lùng nhìn đám đông chen chúc trên bong tàu từ trên cao xuống. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người ở giữa, vẻ kinh hãi lập tức thoáng qua trong mắt. Nguyên Hoành Thiên. Nguyên Hoành Thiên xếp hạng 97 trên bảng Thương Long. Nguyên Hoành Thiên. Có lẽ người khác không biết hắn ta, nhưng Triệu Phong vừa nhìn đã nhận ra người này, sắc mặt lập tức thay đổi. Tại sao yêu nghiệt bảng Thương Long lại xuất hiện ở đây? Còn võ giả của các giới vực khác trên bong thuyền, sau khi kinh ngạc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Là người của giới vực huyết cốt. Chắc hẳn mấy người này không nghe thấy vừa rồi họ đã nói gì về Lâm Nhất của huyền hoàng giới đâu nhỉ. Nghĩ tới đây, đám người trên bong thuyền bắt đầu trở nên thấp thỏm lo sợ. Nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao ra tay giết người không hề ngần ngại, huống hồ nói xấu sau lưng những người này cũng không phải chuyện gì đáng tuyên dương. Đến rồi ư. Có vẻ người của giới vực huyết cốt không tới nhanh như hắn tưởng. Trong đám đông, Lâm Nhất nhìn lướt qua 3 người này. Cả 3 người đều có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2, độ kiếp thiên phách 2 lần, thất phách tiên thiên đã mở 2 phách, 3 đại khí hải ẩn chứa chân nguyên rồi rào đáng sợ. Chỉ riêng khí tức toát ra thôi đã khiến người ta cảm thấy khó chịu, áp lực khá lớn. Cùng là tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2, Triệu Phong hoàn toàn không có tư cách đánh đồng với đám người này, có lẽ vừa đối mặt đã không thể phản kháng. Quả nhiên thực lực của giới vực huyết cốt rất mạnh. Ngay sau đó Lâm Nhất nhìn về phía Nguyên Hoành Thiên, cùng là cảnh giới thiên phách tầng 2 nhưng khí tức trên người hắn ta cô đọng hơn 2 người bên cạnh gấp đôi, đạt tới một mức độ đáng sợ, vẻ rét lạnh sâu trong mắt hắn ta dường như có thể đóng băng người khác chỉ bằng một ánh mắt. Những người khác trên bong thuyền cũng nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất phàm của Nguyên Hoành Thiên, ai cũng khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng họ có một suy đoán nào đó, có phải là yêu nghiệt bảng Thương Long không? Nếu là vậy thật thì làm người ta quá bất ngờ, vừa rồi họ còn đang nghe Triệu Phong giới thiệu yêu nghiệt bảng Thương Long đáng sợ cỡ nào. Kết quả yêu nghiệt bảng Thương Long lại tới thật, chuyện này cũng không tốt đẹp gì mấy,
tò mò thì tò mò, không ai muốn chọc giận những người này cả. Dù chỉ mới chạm mặt, họ cũng có cảm giác như vừa mới đi đến cửa âm phủ một lần. Giới vực huyết cốt làm việc, người nào không liên quan thì cút hết ngay cho ta. Thanh niên cao gầy bên cạnh Nguyên Hoành Thiên lớn tiếng quát đám người trên bong thuyền. Mọi người như chút được gánh nặng, nhanh chóng tránh ra xa, kể cả Triệu Phong có tu vi không thấp cũng ngoan ngoãn rời đi. Chỉ sau một cái nháy mắt, bong thuyền có vẻ chen chúc vừa rồi trở nên cực kỳ vắng vẻ. Bong thuyền trống trải vắng lặng, gió trên sông rít gào thổi qua thổi lại thật lâu, nhưng có một người vẫn đứng yên bất động giữa cơn gió này, trông có vẻ vô cùng nổi bật. Tại sao người không đi? Vẻ hài hước thoáng qua trong mắt thanh niên cao gầy, hắn ta nhìn Lâm Nhất, cười hỏi dù đã nhận ra. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn ta, Lâm Nhất mỉm cười sờ mũi, tại sao phải đi? Lâm Mỗ đang đợi các ngươi mà, tính thời gian thì đã đến lúc tới rồi. Nhưng các ngươi lại tới muộn hơn ta tưởng, có vẻ như giới vực huyết cốt cũng không có gì đặc biệt. Lâm Nhất không nói dối, đúng thật là hắn đang đợi đám người này. Dù sao người của giới vực huyết cốt cũng sẽ tới, giải quyết sớm một chút thì hắn cũng yên tâm độ kiếp. Nếu không họ mà tới lúc hắn đang độ kiếp thì mới là phiền phức thật. Còn người thanh niên cao gầy co rụt lại, hắn ta lạnh lùng quát, Lâm Nhất, quả nhiên ngươi giống hệt như trong lời đồn. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn dám ngông cuồng như thế. Soạt. Hắn ta vừa dứt lời, những người khác trên thuyền lập tức kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lâm Nhất. Công tử táng hoa Lâm Nhất. Chuyện này sao có thể, người đã gây sóng gió ở khu vực Thương Long này đang đi cùng thuyền báu với họ ư. Thật khó tin, vừa rồi họ còn đang bàn tán về ân oán giữa hắn và giới vực huyết cốt. Kết quả lúc này cả hai đương sự đều xuất hiện trước mặt họ. Hắn là Lâm Nhất sao? Công tử táng hoa giết người chỉ cần một kiếm. Nhìn có vẻ không bất phàm cho lắm, thế mà lại giết ba yêu nghiệt của giới vực cấp cao, có thật không đấy? Có thể là giả được à? Nếu là giả thì sao giới vực huyết cốt có thể phái người đuổi giết hắn, ngay cả hạng 19 bảng Thương Long Nguyên Hoành Thiên cũng tới luôn kìa. Là yêu nghiệt bảng Thương Long thật. Lần này có trò hay để xem rồi. Đám người đã lùi ra xa trở nên hào hứng, họ không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ đi qua sông Xích Quỷ thôi cũng được xem trò hay như thế này. Trên bong thuyền trống trải, Lâm Nhất rằng co với ba người, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Nguyên Hoành Thiên. Thậm chí Lâm Nhất còn có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện trên người họ, cảm giác này hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đại chiến ở di tích Long Thành. Chủ động giao Nhật Diệu Chi Linh ra đây rồi quỳ xuống xin tha, ta có thể cho ngươi toàn thây. Không cần biết lúc trước ngươi đã gặp kỳ ngộ gì, đắc tội giới vực huyết cốt ta thì đừng hòng sống sót trên con đường thông thiên này, không ai có thể ngoại lệ. Thanh niên cao gầy giơ tay ra chỉ về phía Lâm Nhất. Phùng Vũ, đừng nhiều lời với hắn, sao đệ lại bắt loại người này xin tha, đánh gãy chân hắn, xé miệng hắn, đâm thủng mắt hắn sẽ tự biết điều thôi. Đệ và Phong Vô Kỵ là đồng môn cùng sư phụ, ta giao người này cho đệ giải quyết đấy. Nguyên Hoành Thiên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hắn ta thản nhiên nói với thanh niên cao gầy. Sự kiêu ngạo trong lời nói, vẻ khinh thường từ tận xương tủy hiện rõ trên mặt như sợ người khác không biết. Hoành Thiên sư huynh yên tâm, cứ giao hết cho ta là được. Thanh niên cao gầy tên Phùng Vũ cười lạnh lùng, đồng thời điều động ba vùng khí hải. Chân nguyên lập tức tuôn ra. Soạt. Cùng với sát khí ngập trời bùng nổ, Phùng Vũ đột nhiên lao đi, để lại vài cái bóng mở giữa không trung. Còn chưa kịp nháy mắt, người này đã lao tới trước mặt Lâm Nhất, chân nguyên tập trung vào quyền mang, năm ngón tay siết thành nắm đấm đấm về phía mặt Lâm Nhất. Nhanh, ác. Đòn tấn công này có thể nói là khá ác liệt, võ giả chưa độ kiếp thiên phách. Ngay cả võ giả cùng cảnh giới thiên phách tầng 2 bình thường cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Vừa đối mặt sẽ rơi vào thế yếu ngay. Bùm! Nhưng cuối cùng một quyền này lại không thể đánh trúng Lâm Nhất. Khi nó còn cách mặt hắn vài tấc, một luồng kiếm thế mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, ánh sáng xanh tím như có thực thể cả nắm đấm rắn chắc này lại. Ông, ông! Tiếng rung chợt vang lên. Một quyền này như đấm vào chiếc chuông cổ làm cho bong thuyền đong đưa không ngừng. Một đòn thất bại, vẻ ngạc nhiên lóe qua trong mắt Phùng Vũ,
quyền mang tỏa ra biến thành một chưởng đánh tới. Huyết dương diệu thiên. Chưởng mang cuồng bạo bắn ra huyết quang chói mắt đánh tới với khí thế điên cuồng, muốn phá vỡ luồng kiếm thế đáng ghét kia bằng chiêu này. Răng rắc. Trong tiếng nổ rung trời, hai màu ánh sáng xanh tím quanh người Lâm Nhất xuất hiện vết nứt trước đòn tấn công này, khi thấy nó sắp vỡ vụn. Phùng Vũ nhếch mép cười khẩy, kiếm ý thông linh thì sao, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là trò cười. Nhưng nụ cười trên môi hắn ta còn chưa kịp biến mất, kiếm thế nhìn như sắp vỡ vụn kia tựa như bất diệt, chớp mắt đã ngưng tụ lại và phát ra kiếm quang chói mắt hơn. Một tiếng, bịch, vang lên, kiếm thế kia bắn ra đẩy Phùng Vũ lùi lại phía sau. Xem ra nội hàm thiên phách tầng thứ hai của ngươi khá cao, ngay cả kiếm thế của ta cũng không thể phá vỡ, Lâm Nhất thờ ơ nói, kiếm ý thông linh vô cùng mạnh mẽ tràn ngập khắp vùng trời đất này, từ từ dung hợp cùng kiếm uy thương long. Cô đọng phía sau hắn tựa như một con cự long có thể sánh ngang núi cao, cúi đầu chờ lệnh. Sắc mặt Phùng Vũ tối sầm khi nhìn thấy dị tượng kinh người ẩn hiện sau lưng đối phương, thầm nghĩ tên này quả nhiên có vài phần bản lĩnh, khó trách có thể một kiếm giết chết Phong Vô Kỵ. Với kiếm ý này của Lâm Nhất, đừng nói là Phong Vô Kỵ, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy khó mà giải quyết. E rằng Phong Vô Kỵ chỉ hơi chút chủ quan đã không còn bất kỳ cơ hội nào để hối hận nữa. Hừ, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, huyết diễm ma đao. Mặt Phùng Vũ lộ vẻ âm tàn, cả người lơ lửng giữa không trung, dùng chưởng làm đao trực tiếp bổ xuống. Huyết quang tuôn trào khắp toàn thân hắn ta, chưởng đao bổ xuống bắn ra ánh đao tầm hơn 10 trượng, dường như có thể xé toạc cả không khí. Đối với ta, kiếm thế rách nát của ngươi ngay cả con chó cũng không bằng, Phùng Vũ cười lạnh, lời này của hắn ta cũng không giả. Chỉ cần có thể phá vỡ kiếm thế của Lâm Nhất thì dù Táng Hoa có thăng cấp lên đạo binh cũng chưa chắc giúp hắn phát huy được uy năng tương xứng. Đối mặt với cao thủ thiên phách tầng thứ hai e rằng việc có thể xuất thủ liên tục cũng là chuyện khó mà làm được. Keng! Nhưng khi chưởng đao kia sắp bổ xuống, bỗng có âm thanh sắt đá vỡ vụn, trong mắt Phùng Vũ lập tức lóe lên tia khác thường. Trước mắt hắn ta, Lâm Nhất khép hai ngón tay lại, dùng chỉ làm kiếm. Hai luồng sáng tử thanh ở đầu ngón tay lập tức đan vào nhau, hóa thành một chùm kiếm quang màu tím sáng loáng như ngọc. Chỉ trong khoảnh khắc, chùm kiếm quang kia đã nghênh tiếp chưởng đao, dùng tốc độ tia chớp chém nó thành mảnh vụn. Không chỉ như thế, trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Phùng Vũ, kiếm thế thương long nguy nga như một ngọn núi phía sau lưng đối phương dường như đang từ từ sống lại. Lui! Trong đầu Phùng Vũ lập tức lóe lên ý nghĩ. Nguy hiểm, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo bản năng, hắn ta lập tức rút lui, nhưng đã không còn kịp nữa, khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, kế đó, hắn duỗi tay tung ra một chảo. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Một chảo từ tay phải của hắn như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, điện quang tựa như kiếm quang chiếu sáng cả một khoảng trời. Thương long tựa núi ẩn hiện sau lưng chợt mở bừng mắt. Trong mắt nó bắn ra kiếm quang chói lóa, chẳng khác nào vẽ rồng điểm mắt, phút chốc sống lại. Giống. Trên bầu trời, phong lôi gào thét, sấm chớp không ngừng. Kiếm thế thương long thành hình, theo cánh tay tung chảo của Lâm Nhất tuôn ra, vọt thẳng về phía kẻ địch. Phùng Vũ hoảng hốt, hắn bị kiếm thế cuốn lấy, có cảm giác như bị vây hãm giữa biển lớn, bất kể có dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng như bùn rơi vào biển, không dậy nổi một gợn sóng. Thương long càng lúc càng cuốn mạnh hơn khiến hắn ta không cách nào động đậy được, xương cốt cũng bắt đầu phát ra âm thanh ken két. Dừng tay. Trên mạn thuyền, Nguyên Hoành Thiên vốn luôn tỏ thái độ kiêu căng và khinh bỉ, nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, lập tức mở miệng quát to. Xíu, yêu yêu. Nhưng đã không kịp nữa rồi, Lâm Nhất duỗi tay ra, năm ngón tay bỗng siết chặt rồi vung mạnh ra ngoài. Đánh gãy chân của ta, xé nát miệng của ta, chọc thủng mắt của ta. Không biết lượng sức. Ánh mắt Lâm Nhất rét lạnh, quyền mang đánh ra nện thẳng vào đầu Phùng Vũ vốn đang bị kiếm thế thương long cuốn lấy. Đầu hắn ta vỡ nát, máu bắn tung tóe. Ông. Tiếng đầu lâu nổ tung có thể sánh ngang với tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc. Nhưng chuyện khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn chính là cảnh tượng máu tươi nổ tứ tán,
đầu Phùng Vũ chẳng khác nào pháo hoa, máu tươi ngập trời, thê lương mà tàn bạo, nhưng lại bị kiếm quang bao trùm, mang đến cho người ta cảm giác chói mắt mà rét lạnh. Chết rồi hả? Đường đường là tinh nhuệ thiên phách tầng thứ hai của giới vực cao cấp, vậy mà lại bị một quyền của Lâm Nhất đánh chết. Kiếm ý hùng mạnh như rồng kia càng khiến người ta có cảm giác kinh hãi khó mà tả nổi, sao kiếm ý có thể mạnh mẽ đến mức như vậy được? Bịch! Cơ thể không đầu rơi mạnh xuống boang tàu, bầu không khí yên tĩnh như chết bị âm thanh này đánh thức, vô số ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất, lộ vẻ khó có thể tin được. Sao có thể như chứ? Lâm Nhất chỉ mới bước vào cảnh giới thiên phách, ngay cả một kiếp thiên phách còn chưa qua, vậy mà có thể giết được thiên phách tầng thứ hai của giới vực cao cấp. Hơn nữa còn giết một cách cực kỳ nhẹ nhõm, nói chết liền chết. Đồng tử Nguyên Hoành Thiên co mạnh, nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Trước khi đến, hắn ta đã biết kiếm ý của Lâm Nhất rất đáng sợ, nếu không thì sao hắn có thể dùng một kiếm giết chết Phong Vô Kỵ cho được. Nhưng kiếm ý có mạnh thì cũng có một giới hạn nào đó, tu vi thiên phách tầng thứ hai tuyệt đối đủ sức nghiền ép đối phương. Hơn nữa, Phùng Vũ cũng không phải thiên phách tầng thứ hai bình thường, hắn ta đã độ hai lần kiếp thiên phách, tiêu hao gần 200 vạn đan tinh nguyên, vượt xa đám cao thủ thiên phách tầng thứ hai của giới vực trung cấp, mấy tên đó chỉ dùng có hơn 10 vạn đan tinh nguyên mà thôi. Nhưng nào ngờ, hắn ta vẫn chết trong tay Lâm Nhất, và chết bởi kiếm ý khó mà tưởng tượng nổi của gã thiếu niên này. Kiếm thế hùng hậu ngưng tụ thành thương long từ từ tiêu tán, kiếm quang cũng không còn chói mắt như trước, nhưng tia sáng lạnh thoát ẩn thoát hiện từ kiếm quang tử thanh vẫn khiến lòng người run sợ. Đám người sớm rời khỏi bong tàu, trốn sâu trong khoang tàu cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhất là Triệu Phong, trước kia, hắn không tin có người dám khiêu khích giới vực cao cấp, còn chém giết ba đại yêu nghiệt của đối phương. Đây là chuyện không có khả năng, trên thiên lộ. Giới vực cao cấp là tồn tại cao quý, có thể nghiền ép tất cả, từ lâu, điều này vốn đã trở thành một lẽ thường. Ai cũng hiểu rõ, ngàn vạn lần không được đắc tội giới vực cao cấp, dù là một nhân tài kiệt xuất mạnh mẽ của giới vực cao cấp cũng không được phép mạo phạm, chớ nói chi là giết đối phương, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng hiện tại, Lâm Nhất đã phá vỡ nhận thức của hắn ta, giáng một cú thật mạnh vào tư tưởng thâm căn cố đế của hắn ta. Khiến Triệu Phong không cách nào bình tĩnh nổi. Đáng tiếc, nếu yêu nghiệt bực này có thể trưởng thành, chắc chắn sẽ tỏa hào quang ở cuối thiên lộ. Ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, hắn ta giật mình bừng tỉnh rồi khẽ lắc đầu. Hắn ta biết rõ, dù Lâm Nhất có bày ra thực lực mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì chỉ cần Nguyên Hoành Thiên ra tay, hôm nay hắn khó mà thoát khỏi cái chết. Bày ra phong thái càng chắc tuyệt thì càng khiến người ta cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Không thể đắc tội yêu nghiệt trên bảng thương long, đây là luật chết, Triệu Phong khẽ thở dài, hắn ta hiểu rõ yêu nghiệt trên bảng thương long có bao nhiêu khủng bố. Tâm trạng của hắn ta ảnh hưởng đến rất nhiều người, ánh mắt bọn họ khi nhìn Lâm Nhất từ khiếp sợ dần chuyển sang nuối tiếc. Trên bong tàu trống trải, một lúc lâu sau, Nguyên Hoành Thiên mới trầm giọng nói, cuối cùng vẫn đánh giá thấp ngươi, không phải ta chưa từng giao đấu với kiếm khách, trên bảng thương long có rất nhiều kiếm khách mạnh hơn so với ta. Nhưng nếu bàn về kiếm ý thì quả thật không một ai vượt qua ngươi. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn ta, từ chối cho ý kiến, mà chỉ thản nhiên nói, hóa ra là nhân tài kiệt xuất trên bảng thương long, thất kính thất kính. Kiếm ý thông linh của hắn cách kiếm ý thông thiên tam phẩm chỉ còn nửa bước nữa thôi. Trong cảnh giới kiếm ý thông linh, kiếm ý của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Dù không dung hợp thương long bất diệt, chỉ riêng kiếm ý thông linh, hắn cũng có đủ tự tin không ai vượt qua mình. Đối phương đánh giá về Lâm Nhất như vậy cũng không có gì là khoa trương. Có điều, phóng mắt khắp thiên lộ, có lẽ giới vực huyết cốt rất hùng mạnh, nhưng chưa chắc có thể hùng mạnh đến mức lật trời. Cho nên Lâm Nhất không mấy để tâm đến lời tán thưởng của đối phương, trong lòng hắn chẳng có chút gợn sóng nào. Nguyên Hoành Thiên thấy rõ đối phương miệng thì nói thất kính nhưng thái độ lại vô cùng thờ ơ. Rõ ràng là không xem trọng hắn ta. Quả nhiên ngông cuồng, nghe danh không bằng gặp mặt, so với tưởng tượng của ta, ngươi thật sự rất cuồng, hoặc có thể nói là vô tri, ngay cả bảng thương long cũng không để vào mắt à. Nguyên Hoành Thiên cười khẩy, dường như hắn ta đã đoán trước nên cũng không bị thái độ của đối phương chọc giận.
Ngại quá, Lâm Nhất đính chính, ta không nhằm vào bảng Thương Long, ta chỉ nhằm vào ngươi mà thôi. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đứng ở cuối bảng Thương Long, đúng không? Lâm Nhất, ngươi muốn chết hả? Dám nói chuyện với sư huynh của ta thế à? Thấy Lâm Nhất tỏ thái độ bất kính như vậy, người bên cạnh Nguyên Hoành Thiên nổi giận, sát ý bùng lên, dường như muốn ra tay ngay lập tức. Nguyên Hoành Thiên sầm mặt, ngăn cản người nọ rồi cười híp mắt và nói, hay để ta đích thân ra tay đi, ngươi ngăn hắn bỏ trốn là được. Ngoài bảng Thương Long toàn là con sâu cái kiến, ta vốn không có ý định ra tay, vì làm như vậy sẽ không công bằng. Nhưng ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì ta sẽ làm như ngươi mong muốn, cho ngươi biết con sâu cái kiến nên có thái độ như thế nào. Nguyên Hoành Thiên không tức giận, một tên thiên phách tầng thứ hai chết đi dường như không mấy ảnh hưởng đến hắn ta. Kinh ngạc qua đi, sự kiêu căng và tự tin của yêu nghiệt bảng Thương Long lại một lần nữa hiện rõ trên mặt người này. Nguyên Hoành Thiên muốn ra tay. Đám người đang tập trung theo dõi trong khoang thuyền lộ vẻ cực kỳ khẩn trương, xen vào đó là một chút chờ mong. Có quá nhiều truyền thuyết về cao thủ trên bảng Thương Long, nhưng hầu hết mọi người đều chưa được chứng kiến, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Chỉ tiếc cho Lâm Nhất, với cảnh giới của hắn hiện tại thì dù kiếm ý có hùng mạnh đến mức nào đi nữa cũng khó có thể là đối thủ của Nguyên Hoành Thiên. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nguyên Hoành Thiên nhướng mày, lườm Lâm Nhất, bầu không khí trên bảo thuyền thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Mỗi một bước của hắn ta vô cùng nặng nề, khiến bảo thuyền có thể sánh ngang một tòa thành lắc lư dữ dội. Ầm ầm. Mặt sông Xích Quỷ cũng ầm ầm dậy sóng. Vèo. Thân hình Nguyên Hoành Thiên nhoáng một cái, không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt, cả người hắn ta chợt biến mất một cách kỳ quái. Nhanh thật. Mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, suy cho cùng thì tên này cũng là yêu nghiệt trên bảng Thương Long, với thực lực bực này thì sao Phùng Vũ có thể so sánh được. Khó trách trước đó lại cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm từ trên người hắn ta, quả nhiên có chỗ hơn người. Xíu, yêu yêu. Kiếm ý hùng hậu từ sâu trong mắt Lâm Nhất từ từ tràn ra, phút chốc kiếm ý thông linh đã bao trùm mọi ngóc ngách tại vùng trời đất này, hắn chỉ cần nhìn là có thể thấy rõ tất cả. Đằng Long Quyết. Thoáng chốc, cơ thể Lâm Nhất đột nhiên vắt ngang, hệt như ngư long quẫy đuôi trong nước, có long ảnh quấn thân, biến hóa khôn lường. Dầm. Khoảnh khắc hắn lướt ngang qua, bên tai lập tức vang lên tiếng nổ như sấm rền, không khí trực tiếp bị một đấm của Nguyên Hoành Thiên chọc thủng. Có hơi đáng sợ. Kiếm ý đúng là nhạy cảm, Nguyên Hoành Thiên cười khẽ, dường như đã sớm đoán được. Hắn ta cười nói nhưng lại không hiện thân, trên boong thuyền rộng lớn chỉ có tàn ảnh mờ ảo, dao động không khí cũng rất nhẹ. Thân pháp của người này vô cùng cao minh, sợ rằng không phải võ học tạo hóa cao cấp thì cũng không thua kém bao nhiêu. Ầm, ầm, ầm. Tốc độ quá nhanh, đằng long quyết của Lâm Nhất biến ảo khó lường, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Bốp. Sau 10 chiêu giao đấu như tia chớp, Lâm Nhất chỉ chậm một chút đã bị đối phương bắt được sơ hở, tung một đấm vào ngực, kế đó, Nguyên Hoành Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, vẻ mặt hắn ta cực kỳ lạnh lùng và ngạo mạn. Còn dám ngông cuồng trước mặt ta nữa không? Nguyên Hoành Thiên cười dữ tợn, hắn ta muốn dùng một kích chấn vỡ kiếm thế của Lâm Nhất, sau đó nện thẳng vào ngực đối phương. Có lẽ thực lực của Phùng Vũ hơi kém một chút, nhưng câu nói của hắn ta không sai. Không có kiếm ý thì tên thiếu niên trước mắt ngay cả con chó cũng không bằng. Một kích này quá cứng rắn và dũng mãnh, dù Lâm Nhất đã thúc giục kiếm ý thông linh bất diệt đến cực hạn nhưng vẫn không cách nào chịu nổi, chênh lệch tu vi quá lớn khó có thể đền bù, quyền mang chấn vỡ kiếm thế, sau đó nện thẳng vào lồng ngực. Răng rắc. Có âm thanh vỡ nát vang vọng khắp bốn phía, tiếng vỡ giòn giã và khô khốc hệt như sắt đá vỡ vụn. Nhưng Nguyên Hoành Thiên lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện từng sợi long văn vỡ vụn trên người Lâm Nhất bỗng chốc hóa thành điện quang màu tím tràn ngập khắp người hắn. Một kích này thật sự đã nện trúng đối phương, thậm chí ngay cả chân nguyên hộ thể cũng bị chấn vỡ, nhưng dường như lại không đạt đến mục đích nện vào ngực Lâm Nhất, trái lại, nó đã bị một tầng long văn tử điện có chút thần bí đánh vỡ. Yêu nghiệt bảng Thương Long đúng là rất mạnh. Thậm chí có thể đánh nát chiến thể Thương Long ngưng tụ từ Long Văn Tử Điện, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chính thức đánh trọng thương Lâm Nhất.
Lâm Nhất phản kích nhanh như chớp, trở tay tát một cái vào mặt Nguyên Hoành Thiên. Bốp! Cái tát như sét đánh khiến Nguyên Hoành Thiên không kịp lùi lại bị văng ra xa. Này! Mọi người đều sững sờ, đây có thật là yêu nghiệt bảng thương long không? Tại sao hắn ta lại bị Lâm Nhất tát bay? Tất cả mọi người đều nghi ngờ bản thân mình có đang nhìn lầm hay không, đặc biệt là Triệu Phong, hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Quả thật không dám, ta chỉ vô tình tát ngươi một bạt tai thôi. Lâm Nhất lau máu trên khóe miệng, mỉm cười đáp. Lúc hắn nói chuyện, kiếm ý vỡ nát khép lại như một bức tranh bị rách được phục hồi, nhìn có vẻ rất kỳ dị. Người ngoài thấy thần kỳ, nhưng Lâm Nhất lại hơi bất mãn trong lòng. Tu vi còn quá yếu, thương long bất diệt cũng chưa bất diệt chân chính, cứ thế này thêm vài lần nữa Lâm Nhất sẽ không chịu nổi. Hơn nữa kiếm ý này bị phá vỡ rất dễ dàng, như vậy sẽ mất mặt lắm. Lại phục hồi. Nguyên Hoành Thiên bị tát bay sầm mặt lại, kiếm ý của đối phương kỳ quái thật, nó bền đến mức đáng sợ. Để ta xem lát nữa ngươi còn cười được nữa không. Ý lạnh chợt lóe qua trong mắt Nguyên Hoành Thiên, chân nguyên sao động, dư chấn khủng khiếp từ trên người hắn ta lan ra xung quanh. Khi dư chấn này xuất hiện, chiếc thuyền báu to lớn như một tòa thành bắt đầu chao đảo, bầu trời cũng trở nên âm u. Rầm rầm. Sóng lớn ngập trời, sấm vang chớp giật. Ánh sáng máu điên cuồng phun trào sau lưng Nguyên Hoành Thiên như thể sắp ngưng tụ thành thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Võ học tạo hóa cao đẳng. Trong khoang thuyền, khi nhìn thấy cảnh này, tim Triệu Phong bắt đầu đập loạn, đúng thật là võ học tạo hóa, dị tượng này giống hệt dị tượng do võ học tạo hóa cao đẳng tạo ra khi những yêu nghiệt bảng thương long kia tranh đoạt kim diệu chi linh. Nghĩ tới đây, Triệu Phong kinh ngạc, một nỗi sợ hãi không tên chợt dâng lên trong lòng. Bây giờ muốn chạy cũng đã muộn, chỉ cần chiêu này đánh ra thì chắc chắn Lâm Nhất sẽ bị đánh thành tro, e rằng tất cả mọi người trên thuyền cũng sẽ bị chôn cùng. Dừng tại đây thôi, huyết cốt ma thiên trưởng. Mái tóc dài của Nguyên Hoành Thiên tung bay, quần áo phất phới, mặt mày vặn vẹo như đang ở trong trạng thái điên cuồng nào đó. Có thể thấy việc thi triển võ học tạo hóa cao đẳng này hơi khó đối với hắn ta, nhưng kiếm ý của Lâm Nhất quá kỳ lạ. Nguyên Hoành Thiên không muốn rắc rối nảy sinh thêm, định một chiêu áp đảo, không cho đối phương bất cứ cơ hội trở mình nào. Dừng tại đây. Chưa chắc đâu. Nhìn thấy đối phương thi triển sát chiêu, Lâm Nhất nhếch môi cười, lạnh lùng lên tiếng, không phải chỉ có mỗi một mình ngươi tu luyện võ học tạo hóa cao đẳng. Huyết cốt ma thiên trưởng. Nguyên Hoành Thiên thi triển võ học cao đẳng độc nhất của giới vực huyết cốt, vô số dòng máu bắn thẳng lên trời sau lưng hắn ta. Sau đó ngưng tụ thành một con huyết cốt ma hoàng cao hàng trăm trượng, toàn thân nó phát ra ma quang yêu diễm, bàn tay xương xé rách bầu trời rồi chộp về phía Lâm Nhất. Nếu đòn này đánh trúng Lâm Nhất, không chỉ hắn, tất cả mọi người trên thuyền cũng sẽ chôn cùng hắn. Rầm rầm. Khi huyết cốt ma trưởng hạ xuống, một luồng uy áp đáng sợ nhấn thuyền báu xuống nước, hai bên thân thuyền có sóng nước phóng lên trời như ngọn núi cao bị chém làm đôi, dòng sông không còn nguyên vẹn. Sóng nước bắn lên kèm theo bão cuốn. Dị tượng này quá đáng sợ, tất cả những người trên thuyền đều sợ chết khiếp, không ít người muốn bỏ thuyền chạy. Nhưng khi nhìn thấy dị tượng ngoài khoang thuyền, mặt họ trắng bệch không còn chút máu, nước sông màu đen bắn lên tạo thành một bức tường kiên cố trước mặt họ. Lúc nó xoay tròn tỏa ra những luồng khí vô cùng khủng khiếp, xông vào chắc chắn sẽ chết. Nhưng dù ở lại trên thuyền cũng không thể tránh được. Nhất thời ai cũng hoang mang lo sợ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khỉ gió. Không thoát được, hóa ra những gì Triệu Phong nói trước đó là sự thật, yêu nghiệt bảng thương long ra tay thì không thể tự ý đứng xem. Chết tiệt, mình sẽ chết ở đây thật rồi. Những người muốn chạy ra khỏi khoang thuyền đều cùng đường quay lại, trông họ rất đau khổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này đùa quá trớn rồi. Ngay cả Triệu Phong thấy nhiều biết rộng cũng không làm gì được, hắn ta chỉ có thể lặng lẽ tích tụ chân nguyên, cầu nguyện Lâm Nhất mạnh lên để có thể đỡ được phần lớn uy lực của huyết cốt ma thiên thủ, như vậy thì dư chấn sẽ không quá kinh khủng. Nhưng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bỗng có một tiếng quát lớn phát ra từ miệng người thiếu niên đang đứng trên boong thuyền. Hắn bay lên không trung, một tay kết ấn, một tay tung quyền.
ngón tay trắng nõn kết thành các loại thủ ấn khác nhau, có ánh sáng vàng vô tận tỏa ra từ trên người hắn, dị tượng liên tục xảy ra. Hỏa điều thành đàn, kim ô bay lượn, thần nhân tung cánh. Khi dị tượng đạt tới mức cao nhất, Lâm Nhất siết chặt tay rồi tung một quyền. Kim quang vô hạn bao trùm lên khu vực này, làm cho nơi đây được phủ một màu vàng rực rỡ, sau đó đột nhiên bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa ấy như lòng nhiệt huyết của người thiếu niên, thẳng tiến không lùi, không bao giờ từ bỏ. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Lâm Nhất hét lên rồi lao đi, dứt khoát xông về phía huyết cốt ma trưởng đang hạ xuống kia với ánh mắt đầy kiên cường và mạnh mẽ. Giữa đất trời đại nhật thành hai, tự mình tranh sáng. Răng rắc. Chỉ trong chớp mắt, huyết cốt ma trưởng lập tức vỡ vụn, ánh sáng máu chóc ra từng mảng. Dư chấn dao động, dị tượng do huyết cốt ma thiên trưởng tạo ra của đối phương bị đốt trụi, hoàn toàn biến mất. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh. Phụt. Nguyên Hoành Thiên hộc ra một búng máu, mặt tái nhợt như giấy, loạng choạng trực ngã, lúc sắp ngã lại quỳ một chân xuống đất, hộc ra thêm một búng máu, trong máu lẫn rất nhiều mảnh vụn nội tạng. Võ học tạo hóa cấp vương giả. Nguyên Hoành Thiên nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng nói, trong mắt tràn đầy khó tin. Với cảnh giới của đối phương, cho dù tu luyện võ học tạo hóa cấp bá chủ cũng không thể thành công, thế nhưng lúc này hắn lại tung ra sát chiêu có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp vương giả, hoàn toàn áp đảo huyết cốt ma thiên trưởng của hắn ta. Đó là sự áp đảo về cấp bậc võ học, chênh lệch giữa hai loại võ học tạo hóa này lớn đến mức không thể vượt qua. Vèo. Có sát khí phóng thích ra từ bên cạnh, một người của giới vực huyết cốt muốn nhân lúc Lâm Nhất vừa thi triển võ học tạo hóa để đánh hắn trọng thương. Là một cơ hội. Một tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt Nguyên Hoành Thiên, với cảnh giới của đối phương, thi triển sát chiêu này ắt sẽ để lại sơ hở rất lớn, ít nhất cũng sẽ suy yếu trong chốc lát. Hô! Nhưng hắn ta vừa nảy ra suy nghĩ này đã bị máu đã bắn đầy mặt. Người bên cạnh hắn ta chưa đi được một bước đã bị một tia kiếm quang chém thành hai nửa. Soạt. Lâm Nhất vững vàng tiếp đất, chậm rãi cho kiếm táng hoa vào vỏ, thân kiếm ma sát với vỏ kiếm phát ra tiếng chói tai. Nguyên Hoành Thiên há to miệng, trong mắt như sắp lồi ra ngoài. Rắc. Đợi đến khi kiếm táng hoa vào vỏ hoàn toàn, Nguyên Hoành Thiên mới như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, khiếp sợ thốt lên, đạo binh thượng phẩm. Hắn ta không nhìn lầm, hắn ta không thể nhìn lầm, chắc chắn thanh kiếm này đạt cấp bậc đạo binh thượng phẩm. Võ học tạo hóa cao đẳng, đạo binh thượng phẩm và kiếm ý mạnh tới mức khiến người ta căm phẫn. Điều đáng sợ nhất là tuy người này có tu vi thấp, chân nguyên lại hùng hậu đến mức không phải võ giả thiên phách tầng 1 có thể so sánh. Một khi hắn độ kiếp thiên phách, không thể tưởng tượng hắn sẽ lột xác như thế nào. Đây là một yêu nghiệt có tiềm năng phi thường. Nguyên Hoành Thiên nuốt nước bọt nhìn Lâm Nhất đang bước chậm chậm về phía mình, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ta không biết vì sao đối phương lại không giết mình. Vèo. Khi hắn ta đang nghi hoặc, một cái bóng đen chạy thẳng tới nhằm vào túi trữ vật bên hông hắn ta. Theo bản năng Nguyên Hoành Thiên muốn che túi lại, nhưng tốc độ của cái bóng đen kia quá nhanh, đến khi hắn ta phản ứng lại thì túi trữ vật bên hông đã rơi vào tay đối phương. Hi hi. Nguyên Hoành Thiên tập trung nhìn qua, là một con long miêu đã lấy túi trữ vật của hắn ta, nó đang nhe răng cười. Bù! Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, ngựa huyết long hình mèo đã giơ móng lên rạch một đường, một lưỡi dao gió bay đi, quần áo trên người Nguyên Hoành Thiên lập tức rách tả tơi, người không còn mảnh vải che thân, hắn ta hét toáng lên. Nhưng ngựa huyết long lại thẳng tay giật lấy ngọc bội hắn ta đang đeo trước ngực. Sau khi thấy đối phương không còn món bảo vật nào trên người, nó mới bất mãn rời đi. Lâm Nhất, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên Hoành Thiên vô cùng xấu hổ, mặt lúc xanh lúc trắng, hắn ta đường đường là yêu nghiệt trên bảng thương long mà lại bị một con long miêu lột sạch đồ. Nếu chuyện này bị nói ra, hắn ta sẽ trở thành một trò cười rất lớn. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Nhất khẽ giật, con ngựa ngốc này đã nghiện lấy đồ người chết thật rồi. Bây giờ ngay cả người sống cũng không tha. Nhưng không sao cả, dù sao thì đám người giới vực huyết cốt này cũng muốn giết chết hắn mới thôi, dù có sỉ nhục thế nào cũng không quá đáng.
Nếu đã muốn đuổi giết hắn thì cần phải chuẩn bị trước tâm lý trả giá, xưa nay Lâm Nhất không phải người tốt. Lâm Nhất, ngươi đừng tưởng có đạo binh thượng phẩm và võ học tạo hóa cao đẳng là có thể đối đầu với giới vực huyết cốt ta. Trên con đường thông thiên này, dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Nguyên Hoành Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, nói gần từng chữ một. Lúc nói hắn ta giận run người, nỗi nhục và ấm ức này suýt khiến hắn ta sụp đổ. Ai bảo ta muốn chạy trốn? Lâm Nhất nhìn đối phương, thản nhiên đáp, 10 ngày sau, ta sẽ có mặt ở thành Viêm Vân của Thương Long Cấm Khu, đến lúc đó giới vực huyết cốt ngươi có thể phái bất kỳ ai tới đấu với ta, không chết không thôi. Chiến thư. Đây là chiến thư Lâm Nhất cho giới vực huyết cốt, 10 ngày sau, ở thành Viêm Vân, đánh đến khi nào chết mới thôi. Có thể phái bất kỳ ai. Nguyên Hoành Thiên lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Nhất, ngươi chắc không? Tiểu tử này điên rồi sao, giới vực huyết cốt có cả cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 3 đấy, 10 tên Lâm Nhất cộng lại cũng không thể thắng loại yêu nghiệt đó. Theo Nguyên Hoành Thiên nghĩ, hành động hạ chiến thư này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lâm Nhất hờ hững đáp, nếu không thì ngươi nghĩ ta giữ cái mạng chó này của ngươi lại để làm gì? Nguyên Hoành Thiên khẽ biến sắc, quay đi ngoảnh lại, hóa ra tiểu tử này giữ hắn ta lại để trở về đưa tin. Nếu ngươi muốn chết, tất nhiên ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới, như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút. Vẻ mỉa mai lộ ra trong mắt Nguyên Hoành Thiên, hắn ta nói khích Lâm Nhất vì sợ đối phương đổi ý. Lâm Nhất cười nhạo, bớt dở mấy trò hề này lại đi, ngươi đã thấy kiếm khách đổi ý bao giờ chưa? Ta hỏi ngươi, ngươi tới tìm ta bằng cách nào? Nguyên Hoành Thiên do dự một lúc rồi trả lời đúng sự thật. Nói hay không nói cũng không quan trọng, trừ phi Lâm Nhất đạt tới cảnh giới tinh quân, nếu không hắn đừng hòng loại bỏ sợi oán khí của Phong Vô Kỵ trước khi chết. Quả nhiên là thế. Lâm Nhất như nghĩ tới gì đó, cũng không khác mấy với dự đoán. Hắn trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói, ngươi có thể đi rồi. Nguyên Hoành Thiên thở phào một hơi, nhưng vừa định đứng dậy thì lập tức cảm thấy không ổn, đối phương cũng không có trả túi trữ vật lại cho hắn ta. Ngươi bảo ta cứ thế đi. Nguyên Hoành Thiên giận không thể át nói. Có gì không ổn hả? Lâm Nhất cong môi, lạnh lùng cười hỏi. Nguyên Hoành Thiên tức muốn xỉu, cả giận nói, 10 ngày sau trong thành Viêm Vân, giới vực huyết cốt ta chắc chắn sẽ đợi ngươi đến. Ngươi yên tâm, giới vực huyết cốt ta nhất định sẽ nhận lấy bức thư khiêu chiến ấy. Hắn ta vừa nói xong bèn nhặt mấy miếng vải rách trên bong thuyền lên rồi hoảng sợ rời đi. Các võ giả của giới vực trong khoang thuyền nhìn cảnh đó mà trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác. Nghi ngờ điều mà mình thấy rốt cuộc có phải là thật hay không. Đặc biệt là Triệu Phong, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không tài nào tin nổi vào những gì mà mình thấy. Yêu nghiệt trên bảng Thương Long lại yếu như vậy trước mặt Lâm Nhất, chật vật đến nỗi bị một con long miêu lột sạch. Nhớ lúc trước, ba người đó đằng đằng sát khí hạ xuống từ trên trời. Dáng vẻ ấy khiến người ta phải run sợ nhưng trước mắt lại không có nổi bộ đồ che thân. Mọi thứ nhìn thấy hôm nay đã mang lại một sự đả kích to lớn đối với mọi người và đương nhiên cũng sẽ khó mà biến mất trong thời gian ngắn. Nhất là tấm thư khiêu chiến cuối cùng của Lâm Nhất, một người thách thức cả một giới vực cấp cao. Điều này ở trong khu vực Thương Long, không, ở toàn bộ con đường thông thiên cũng không có khả năng xảy ra. Trọng lượng của bức thư khiêu chiến ấy thật sự quá nặng. Chưa đến một ngày, chắc chắn sẽ dấy lên một cơn sóng dữ trong cả khu vực Thương Long. Công tử Táng Hoa của Huyền Hoàng giới vốn là cái tên mở ra trào lưu, nhất định sẽ bị lan truyền một cách ồn ào huyên náo. E rằng, sẽ chấn động toàn bộ khu vực Thương Long, thậm chí là những khu vực khác cũng sẽ nhận được tin tức. Một bức thư khiêu chiến chưa từng có trước đây quả thật đã khiến cho người ta không tài nào tin tưởng nổi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì vẫn cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, không thể ức chế nổi. Đối mặt với truy sát lệnh đến tận chân trời góc biển của giới vực huyết cốt, người bên người chắc chắn sẽ hoảng sợ không thôi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng công tử Táng Hoa kia lại bày ra khí phách kinh người. Ai nói ta sẽ trốn? Một người chiến một giới. Giữa sông xích quỷ,
trên thuyền báu. Đợi đến khi Nguyên Hoành Thiên rời đi, Lâm Nhất mới thở phào một hơi, mở tay ra, lòng bàn tay nứt nẻ máu tươi đầm đìa. Suy cho cùng, vẫn có sự chênh lệch quá lớn về tu vi. Tuy một chiêu thần dương toái thiên ấn đã phá hủy võ học cấp cao của đối phương, nhưng vẫn có một chút sức mạnh của huyết cốt ma thiên trưởng lan đến. Xương cốt trên tay phải hắn hầu như đều nứt nẻ, dùng kiếm táng hoa giết chết mấy tên đệ tử còn lại của đối phương đã là điều cực hạn mà cánh tay này có thể làm được. Nếu Nguyên Hoành Thiên định đánh tiếp thì rất có thể người thắng sẽ là đối phương. Xong, có cho hắn ta 10 lá gan cũng chưa chắc dám làm như vậy. Dù có đoán được tình trạng hiện nay của Lâm Nhất thật thì Nguyên Hoành Thiên cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thì, móng vuốt của ngựa huyết long sẽ chẳng chỉ xé rách quần áo của hắn ta thôi. Cả người Nguyên Hoành Thiên cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ngựa huyết long trông thì như tham tài tới lấy túi trữ vật nhưng thực ra là nhận ra tình trạng của Lâm Nhất nên mới nhanh chóng ra tay phá hủy một chút may mắn và lòng kiên trì cuối cùng của đối phương. Phải tranh thủ thăng cấp lên thiên phách nhất trọng thiên mới được. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, lẩm bẩm. Tu vi chưa đến thiên phách nhất trọng thiên, không có trải qua sự lột xác của kiếp thiên phách thì hai kiếm quyết lớn, đan tinh thần và kiếm ý thông linh đều không thể phát huy ra hết. Với thực lực trước mắt, đối phó với yêu nghiệt trên bảng thương long thì vẫn có hơi nguy hiểm. Hắn không giống những yêu nghiệt của giới vực cấp cao, lâu lâu thua một lần còn có cả giới vực đứng sau làm chỗ dựa. Lâm Nhất chỉ cần thua một lần thôi cũng sẽ bị người ta giẫm dưới chân, khó có thể xoay người, lại hai bàn tay trắng. Đi! Đợi ngựa huyết long dọn sạch túi trữ vật, một người một mèo lập tức rời khỏi đây. Vốn định dùng thuyền báu đi đến Thương Long cấm khu, nhưng trước mắt đã bị lộ thân phận nên chỉ có thể tự mình qua sông Xích Quỷ. Tại huyết cốt Long Thành ở Thương Long cấm khu. Đây là Long Thành do giới vực huyết cốt chiếm giữ ở khu vực Thương Long, có thể coi như trụ sở chính của nó tại con đường thông thiên. Những võ giả của giới vực huyết cốt ở các tòa thành khác cũng lan sang đây. Tòa thành này rất có tiếng trong toàn bộ khu vực Thanh Long. Hiển nhiên danh tiếng ấy bắt nguồn từ sự mạnh mẽ của chính nó. Trong huyết cốt Long Thành, ngoài giới vực huyết cốt ra, còn có rất nhiều giới vực lớn nhỏ khác, thậm chí có cả một số giới vực cấp cao. Có điều dù là giới vực cấp cao thì cũng phải nghe theo và không dám làm trái giới vực huyết cốt trong toàn Long Thành này. Những điều đó đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của giới vực huyết cốt, khiến nó khác với những giới vực cấp cao khác. Nhưng hôm nay, danh tiếng của nó đã có chút sụt giảm trong Long Thành. Đầu tiên là tin tức Lâm Nhất giết Phong Vô Kỵ, cướp đi đạo binh đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong huyết cốt Long Thành. Một giới vực cấp cao cũng không dám chọc lại bị thiệt thòi lớn như vậy trong tay một kiếm khách của giới vực cấp thấp. Vốn tưởng rằng cử yêu nghiệt Nguyên Hoành Thiên trong bảng thương Long ra đuổi giết thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết, chỉ cần im lặng chờ đợi tin tức là được. Ai mà ngờ được tin Lâm Nhất bị giết còn chưa truyền đến thì tin hai anh tài của mình bị giết và Nguyên Hoành Thiên còn bị một con long miêu lột sạch đồ đã truyền về trước. Khi tin tức ấy truyền đến thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, cả tòa huyết cốt Long Thành đều chấn động. Gần như toàn bộ Long Thành đều kinh ngạc, Nguyên Hoành Thiên là loại người nào? Kia chính là yêu nghiệt trên bảng Thương Long đó, là người lọt top 100 trong hơn 100.000 anh tài ở khu vực Thương Long. Trong cùng một cảnh giới thì học có thực lực nghiền áp mọi đối thủ, người ngoài bảng đều là những con kiến. Ai mà ngờ được, yêu nghiệt như vậy chẳng những thua trên tay Lâm Nhất, còn bị một con long miêu lột sạch quần áo, khiến người ta không tài nào tin nổi vào mắt mình. Ban đầu, quả thật không có ai tin. Ngay cả yêu nghiệt trên bảng thương long cũng không làm gì được Lâm Nhất thì thật sự rất khoa trương, có chút điên đảo sự hiểu biết của mọi người. Có điều khi Nguyên Hoành Thiên chật vật trở về một mình thì cả huyết cốt Long Thành đều bị chấn động. Hắn ta thế mà thua thật, còn hai người khác chắc cũng đã chết trong tay Lâm Nhất. Tuy hai người kia không có lọt vào bảng thương Long, nhưng tu vi cũng là thiên phách nhị trọng thiên, thế mà lại không thể sống sót nổi. Song càng khiến họ khó tin là tin tức do Nguyên Hoành Thiên mang về. Lâm Nhất chủ động đưa ra thư khiêu chiến với giới vực huyết cốt. 10 ngày sau sẽ không chết không ngừng trong thành Viêm Vân. Làm càn. Trong phủ thành chủ, một đám anh tài của giới vực huyết cốt đều câm như hến,
không dám nói câu nào. Trên ngai vàng ở đại điện ngồi một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vàng thêu kim tuyến. Hắn ta nhìn Nguyên Hoành Thiên cúi đầu run lẩy bẩy trước mặt, tức muốn hộc máu. Ngươi còn có mặt mũi trở về à? Người đàn ông áo vàng mặt mày âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Rất mất mặt. Yêu nghiệt trên bảng thương long của giới vực huyết cốt hắn ta thế mà lại bị đối tượng đuổi giết lột sạch quần áo bỏ chạy trở về. Thật sự là vô cùng, vô cùng nhục, cả giới vực huyết cốt chắc chắn sẽ trở thành trò cười trên con đường thông thiên. Dù sau này có giết Lâm Nhất thì nỗi nhục ấy cũng khó mà rửa sạch. Sắc mặt Nguyên Hoành Thiên hết sức xấu hổ, run rẩy nói, Lâm Nhất kia bảo ta về nhắn một câu, 10 ngày sau, hắn muốn giới vực huyết cốt ta cử ra một người đánh một trận sống còn để giải quyết ân oán. Xì sao? Câu đó được chính miệng Nguyên Hoành Thiên nói ra khiến mọi người trong giới vực huyết cốt đều hít sâu một hơi. Thật ngông cuồng. Lâm Nhất kia đúng là biết chọc vào nỗi đau người khác, dẫm đạp Nguyên Hoành Thiên dưới chân thì thôi, còn muốn sỉ nhục cả giới vực huyết cốt một phen. Có cần thiết như vậy không? Thanh niên áo vàng chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo khiến lòng người rét lạnh, trầm giọng nói, trước khi ngươi trở về thì tin tức đã bay đầy trời rồi. Ta hy vọng ngươi nói cho ta biết mọi thứ là giả. Nhưng ngươi lại bảo với ta rằng chúng đều là thật, đám ăn hại các ngươi bị người giết như vặt cổ gà. Còn bị một con súc vật sỉ nhục. Kết quả, còn tát cho giới vực huyết cốt ta một cái. Một người chiến một giới, chưa có cái giới vực cấp cao nào trên con đường thông thiên mà bị sỉ nhục như thế hết. Thanh niên áo vàng kia càng nói càng tức, cuối cùng giận không thể át, đánh một chưởng ra. Ầm. Một tiếng nổ khủng bố chợt quanh quẩn trong đại điện. Nguyên Hoành Thiên không hề có chút sức chống cự nào, bị cách không đánh bay đập vào cột đá trong điện. Phụt. Hắn ta vừa rớt xuống đã phun ra một ngụm máu, vội vàng quỳ xuống đất, không dám cãi lại câu nào. Khí thế mà thanh niên áo vàng thoáng để lộ ra rõ ràng là thiên phách tam trọng thiên khủng bố. Rác rưởi. Dường như một trường ấy còn chưa đủ hết giận, thanh niên áo vàng lại nổi giận chửi ầm lên. 10 ngày sau, ai muốn xuất chiến giết chết Lâm Nhất cho ta? Thanh niên áo vàng đảo mắt nhìn những người khác trong điện, lạnh lùng hỏi. Im lặng. Trong đại điện im thin thít, sau khi thấy vẻ chật vật của Nguyên Hoành Thiên, ai cũng biết Lâm Nhất không có dễ đối phó như vậy. Trong hơn 100 người của giới vực huyết cốt thì người có thực lực mạnh hơn Nguyên Hoành Thiên cũng không có nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Dù sao Nguyên Hoành Thiên cũng là yêu nghiệt trên bảng thương long, người có thể mạnh hơn hắn ta thì chắc chắn cũng nằm trong bảng đó. Trên mặt thanh niên áo vàng lập tức toát ra vẻ lạnh lẽo, nét giận dữ bắt đầu điên cuồng ấp ủ trong mắt. Để ta đi. Trong bầu không khí im lặng ấy bỗng có người đi từ bên ngoài đại điện vào, quần áo màu đen dính máu, mặt mày lạnh lùng đầy kiêu căng. Đám anh tài của giới vực huyết cốt trong đại điện lập tức biến sắc. Là Khổng Huyên. Xếp thứ 46 trên bảng thương long, tu vi cũng đạt tới thiên phách tam trọng thiên. Ngoài thanh niên áo vàng Liễu Mộ ra thì hắn ta có thể xem như nhân vật số 2 trong giới vực huyết cốt. Trong mắt Liễu Mộ lộ ra vẻ kinh ngạc, chần chờ nói, hình như không cần thiết phải vậy. Một tên Lâm Nhất mà thôi, còn cần nhân vật số 2 của giới vực huyết cốt đi đối phó thì không khỏi nể mặt hắn quá. Đúng là không cần thiết phải vậy. Liễu Sư Huynh, Khổng Sư Huynh, 10 ngày sau cứ để ta ứng chiến với Lâm Nhất kia cũng được. Cuối cùng trong điện cũng có người đứng ra, gã tên Phan Nguyên, xếp thứ 67 trên bảng thương long. Tu vi đã đạt tới thiên phách nhị trọng thiên đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thử đột phá lên tam trọng thiên. Có thể xem như cao thủ đứng thứ 3 trong giới vực huyết cốt. Có điều thực lực của gã lại yếu hơn Khổng Huyên và Liễu Mộ rất nhiều, rõ ràng không ở cùng một cấp độ. Thực ra, để gã đánh với Lâm Nhất là thích hợp nhất. Trước đó, những người khác trong đại điện cũng đang đợi Phan Nguyên đứng ra. Nhưng Phan Nguyên cũng có lo lắng của riêng mình, mấy ngày nữa gã sẽ độ kiếp nên không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có điều trước mắt, ngay cả Khổng Huyên đều bị ép đứng ra thì gã không ra mặt cũng khó mà nói nổi. Khổng Huyên cười nhạt, không, có lẽ Lâm Nhất kia không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn nghiền áp hắn thì theo ta chưa chắc có thể làm được. Giới vực huyết cốt ta bị dồn đến đường cùng.
trận chiến 10 ngày sau chẳng những muốn thắng mà phải thắng áp đảo, khiến tên nhóc đó phải trả một cái giá đắt. Không chỉ muốn nghiền nát hắn, còn phải khiến hắn tuyệt vọng, chịu nổi sỉ nhục cùng cực, bổ nát trái tim kiếm khách của hắn. Khiến cho hắn làm nô lệ như những con chó con heo cho giới vực huyết cốt ta. Trận chiến 10 ngày sau, nếu chỉ giết hắn, đợi đến khi thương long cấm giới mở ra thì e rằng sẽ làm những người của giới vực khác cười rụng răng. Nhắc đến thương long cấm giới, sắc mặt của thanh niên áo vàng rõ ràng có sự thay đổi, trầm ngâm nói, cứ vậy đi, 10 ngày sau sẽ do người ứng chiến với tên nhóc kia. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, giới vực huyết cốt chúng ta tuyệt đối không dễ chọc. Kẻ nào làm nhục giới vực ta, ta chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho kẻ đó. Sau khi tin tức giới vực huyết cốt quyết định ứng chiến truyền ra thì cả huyết cốt Long Thành đều kinh ngạc. Ngay sau đó, tin tức ấy giống như một cơn lốc lập tức càn quét khắp toàn bộ khu vực Thương Long. Dẫn đến mọi người trong tòa thành nơi ước hẹn cũng biết tin tức ấy chỉ trong vòng một ngày. Một người chiến một giới. Chuyện đó thật sự quá chấn động. Thậm chí rất nhiều giới vực cấp cao cũng trở nên có chút đứng ngồi không yên. Họ thật sự tò mò rốt cuộc thì Lâm Nhất kia là người nào, lấy đâu ra can đảm mà dám ngông cuồng như vậy. Dưới sự suy đoán của mọi người, đủ loại lời đồn liên quan đến Lâm Nhất đã được lan truyền rôm rả. Kiếm khách chúng ta, ngại gì một trận chiến? Ta đây giết người, chỉ cần một kiếm. Câu nói truyền ra lúc trước lại khuấy động trong lòng mọi người thêm lần nữa. Lâm Nhất kia đúng là y như lời nói của mình. Trốn cái gì trốn? Không sợ. Cứ đánh. Mà Lâm Nhất người khởi đầu mọi chuyện đã sớm im lìm vượt qua sông Xích Quỷ, ngồi trong một dãy núi yên tĩnh chuẩn bị đột phá thiên phách nhất trọng thiên. Giờ phút này, thung lũng vốn yên tĩnh âm u lại ánh lửa tận trời, sáng quắc như ban ngày. Khí tinh nguyên dày đặc khiến người giận sôi giống như thực chất biến hóa thành các loại dị tượng phi phàm trong thung lũng. Một cái thung lũng nho nhỏ như có trăm ngàn ngôi sao và muôn vàn bông hoa đua nở. 1.000 viên. Đây là dị tượng kinh người do 1.000 viên đan tinh thần xếp chồng lên nhau sinh ra. Nếu không có đủ tu vi sẽ bị ngọn lửa xung quanh khí tinh nguyên nồng nặc ấy đốt thành tro. 1.000 viên đan tinh thần đổi thành đan tinh nguyên cũng cả 10 triệu viên. Đây là một con số khủng bố đến khó tin. Nếu nói mấy tên đứng đầu bảng Thương Long, trong lần vượt qua kiếp thiên phách thứ 3 có lẽ sẽ dùng đến 7-8 triệu, thậm chí là hơn 10 triệu đan tinh nguyên bình thường. Nhưng lần đầu tiên độ kiếp thiên phách thì họ tuyệt đối không dám điên cuồng như vậy. Hành động ấy chẳng khác gì đi chịu chết. Mình vừa tu luyện hai môn kiếm quyết cùng một lúc, có cả chiến thể Thương Long, lại có thêm kiếm ý thông linh bất hủ bảo vệ người thân. 1.000 viên đan tinh thần chắc cũng chịu đựng nổi, không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng 7 ngày sau, mình phải đối mặt với rắc rối đến từ giới vực huyết cốt, 1.000 viên đan tinh thần chưa chắc đủ để mình nghiền nát đối thủ. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, hắn đang do dự, quyết định xem có cần dùng thêm 500 viên đan tinh thần nữa không. 1.000 viên đan tinh thần đã coi như nghịch thiên rồi, nhìn khắp cả con đường thông thiên cũng không có người dám làm thế. Mặc dù là thế giới kia, trừ khi là yêu nghiệt cực kỳ khủng bố chứ không có ai dám điên cuồng như vậy. Còn định thêm 500 viên thì không phải hai từ điên cuồng có thể diễn tả nổi. Kiếp thiên phách vốn nắm chắc, chưa biết chừng sẽ trở nên nguy hiểm chí mạng. Liều vậy? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ sắc bén, dứt khoát quyết định, không chút chần chờ. Hắn đưa ra thư khiêu chiến với giới vực huyết cốt chẳng những vì không muốn bỏ chạy. Mà chủ yếu là không muốn bị đám người kia làm phiền lúc độ kiếp. Tuy có tiểu hồng canh giữ cho mình, mấy con ruồi bọ của giới vực huyết cốt sẽ khó mà gây ra rắc rối được, nhưng chưa chắc sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy chẳng thà hóa bị động thành chủ động hẹn đánh khiến cho đối phương đợi mình ở thành Viêm Vân. Đối phương chắc chắn sẽ đồng ý và cũng không thể không đồng ý. Nếu không nhận bức thư khiêu chiến kia thì đám người giới vực huyết cốt cũng khỏi lăn lộn trên con đường thông thiên, chủ động rời khỏi luôn cho rồi. Nếu nhận thì họ chắc chắn sẽ cử ra người nghiền áp chính mình, rất có thể là yêu nghiệt thiên phách tam trọng thiên. Chờ mình đến tận cửa chịu chết rồi sỉ nhục, tra tấn hắn sống không bằng chết trước ánh mắt của mọi người. Chắc hẳn là đám người giới vực huyết cốt đã nghĩ như vậy nhỉ? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ cười cợt.
đám người của giới vực cấp cao kia kẻ nào kẻ nấy đều kiêu căng ngạo mạn. Bị mình làm cho chật vật như vậy, không trả thù lại mới là lạ. Nếu thực lực không đủ thì ở trước mặt yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 3 chỉ có một con đường chết. Rút lui. Đó là chuyện không có khả năng, Lâm Nhất đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, kể cả khi không địch lại, hắn cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Kiếm khách không hối hận, một khi hối hận, trái tim người kiếm khách cũng tan vỡ. Trước sau đều không có đường đi, vậy thì ta sẽ tự tạo ra một con đường khác. Người của giới vực huyết cốt, các ngươi hãy đợi đấy. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, sâu trong mắt như có một ngọn lửa bùng cháy. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lại 500 viên đan tinh thần bay ra chồng lên trên 1000 viên đan tinh thần ban đầu. Soạt. Khí tinh nguyên ban đầu đã ngưng thành thực thể, biến thành linh vụ màu vàng xen lẫn lửa cháy bay lơ lửng trong sơn cốc. Sau khi có thêm 500 viên đan tinh thần, những linh vụ màu vàng này lập tức hóa thành biển lửa vàng sáng rực. Ngọn lửa bất diệt dập dềnh phía trên đống đan tinh thần như chất lỏng. Một lần hấp thu nhiều đan tinh thần như vậy, đừng nói là với cảnh giới của Lâm Nhất hiện giờ, ngay cả cảnh giới thiên phách tầng 3 cũng sợ tái cả mặt. Dạng người điên cuồng như Lâm Nhất có thể nói là hầu như không có ở con đường thông thiên. Dĩ nhiên hắn có năng lực điên cuồng và kiêu ngạo, cửu tử nhất sinh, dù sao vẫn có một chút hy vọng sống. Nếu kết hợp với kiếm ý thông linh, một chút hy vọng sống này sẽ mở rộng vô hạn, hắn rất tự tin về kiếm ý của mình. Sự tự tin đó đã ăn sâu vào trong máu, in dấu trong tận linh hồn không thể trừ bỏ, không bao giờ biến mất. Ngoại trừ kiếm ý, nay hắn đã tu luyện thương long cửu biến đến biến thứ 10, có thể nói trong cùng cảnh giới không ai có thể so sánh. Đây không phải lần đầu tiên hắn luyện hóa thêm đan tinh thần, trong khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng hấp thu, cơ thể đã quen với sự bá đạo và rèn luyện của đan tinh thần. Vù. Lâm Nhất giẫm nhẹ lên mặt đất, sau đó ngồi lên trên biển mây hỏa diễm. Hắn nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc kích động và cuồng nhiệt trong lòng mình, sau đó nhẩm niệm, dị tượng thần thụ thanh thiêu và hoa tử diên lặng lẽ hiện ra sau lưng hắn. Dị tượng do 1500 viên đan tinh thần tạo ra đã đủ đáng sợ, nhưng nó vẫn không là gì so với dị tượng do hai đại kiếm quyết đồng thời tạo ra này. Rầm rầm. Khi hai đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, khí tinh nguyên dồi dào không ngừng chảy vào, quần áo Lâm Nhất không gió vẫn bay phất phới, loáng thoáng có thể nhìn thấy long văn tử điện trên người hắn được ngọn lửa vàng bao trùm phát ra ánh hào quang rực rỡ. Thực lực của Lâm Nhất đã đạt tới cảnh giới thiên phách đỉnh phong, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, chẳng qua hắn muốn tích lũy kinh nghiệm đến cực hạn nên mới chưa độ kiếp. Lúc này hắn không còn đắn đo gì nữa. Khí tinh nguyên vô tận hóa thành ngọn lửa vàng không ngừng chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất, người hắn lập tức trở nên nóng rực. Chỉ một lát sau, lỗ chân lông trên người hắn phát ra kiếm quang vô cùng chói mắt. Cơ thể bị ngọn lửa kích thích đến mức cao nhất, kiếm quang tỏa ra là một cách hệ thể do cơ thể tự động kích hoạt khi cảm nhận được nguy hiểm cùng lúc đó, cơ thể Lâm Nhất từ trong ra ngoài, kể cả chân nguyên và cơ thể đều đang lột xác. Mọi thứ đều suôn sẻ. Không khác lắm so với tình huống liệu trước của Lâm Nhất, chỉ là khả năng cơ thể chấp nhận giới hạn nhanh hơn hắn đoán trước rất nhiều, điều này có liên quan đến hơn 500 viên đan tinh thần. Nhưng may mà nhờ có kiếm ý thông linh bất diệt, nó đã gánh vác áp lực vào thời khắc mấu chốt. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã 2 ngày. Trên biển mây hỏa diễm, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, khí tinh nguyên rồi rào hóa thành lửa lượn lờ quanh người hắn, xen lẫn với kiếm khí kia. Bỗng nhiên trên người Lâm Nhất toát ra một khí tức rất mạnh, ánh sáng vàng mất khống chế tỏa ra xung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.